Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 117. Hướng Dương cười lạnh nói, không nói khoa trương, trống trơn là chúng ta Hướng ra lần này mang thần vân thạch, chính là các ngươi toàn bộ tài sản 3 lần trở lên, người rõ ràng là cái gì khái niệm sao? Coi như người có chút thực lực, 10 gia tộc lớn cũng không phải ngươi chọc nổi. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Lý Nghiên Hy nói, càng không phải là ngươi có thể với cao nổi. Ngươi đừng lấy là có chút thực lực, sẽ gắn, liền có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần có cái này loại dự định. Đủ rồi. Đây là Lý Nghiên Hy rốt cuộc bộc phát, kiều quát một tiếng nói, Hướng Dương. Mặc dù ngươi là bạn của ta, nhưng là ta và người nào nói chuyện, chú ý người nào, không cần ngươi tới chỉ chõ chõ chứ. Nguyên bản, nàng cũng chỉ là đối với Diệp Thần có một chút hứng thú mà thôi. Có thể bây giờ bị Hướng Dương như thế một làm rối lên, nàng ngược lại hơn nữa muốn phải biết Diệp Thần. Hướng Dương nghe vậy cũng là ngay tức thì ngây dại, Lý Nghiên Hy lại vì cái này Diệp Thần và hắn nổi giận. Trong nháy mắt, Hướng Dương thần sắc có thể nói muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn nhìn, hơn nữa, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt bên trong, sát ý đều ở đây chớp động. Tại sao một cái bước lên huyền bảng hạng 100? Đến từ Huyền Nguyệt Tông như vậy rác dưới địa phương tiểu tử sẽ để cho Nghiên Hy như thế chú ý. Mình nơi nào kém hơn hắn, khắp mọi mặt, đều là hoàn bạo chứ, nhưng mà bị Lý Nghiên Hy dày, nhưng là mình. Hắn không hiểu, vậy nổi giận. Niềm kiêu ngạo của hắn, hắn thân là 10 gia tộc lớn công tử tôn nghiêm, cũng bởi vì trước mắt cái thằng nhóc này, bị hao tổn. Hiện tại, hắn cảm giác Diệp Thần ở Lý Nghiên Hy trước mặt mới giống như là 10 công tử của đại gia tộc, bước lên huyền bảng hạng hàng đầu thiên tài, mà mình, cái gì cũng không phải. Hắn thật chặt cắn răng, tay trái dùng sức, gắt gao cầm giữa eo một chuôi ô sao trường kiếm chuôi kiếm, thậm chí cũng muốn xuất thủ. Đây là, Kha Tịnh đi lên, giảng hòa nói. Tốt lắm, buổi đấu giá muốn bắt đầu, nếu như các ngươi thật muốn phân cái thắng bại, cũng không kém một hồi này thời gian chứ. Đến trên buổi đấu giá, không phải hết thảy cũng thấy rõ sao. Diệp Thần cười một tiếng, không có nói gì nhiều, 3 lần thần hỏa học viện tiền vốn. Bất quá là không tới 10 triệu thần vân thạch thôi, đây chính là 10 đại gia tộc thực lực sao. Bất quá như vậy thôi. Bất quá, Diệp Thần cũng biết, chủ ý này vẫn là bởi vì Cát Thanh đối với hắn đưa vào chân thực quá lớn. Cơ hồ đem đúng một học viện tài nguyên đều giao cho hắn. Mà Nam Cảng Hướng ra tự nhiên không thể nào như vậy, chỉ là lấy ra một phần chia tiền vốn mà thôi. Thật ra thì, đối với 10 gia tộc lớn mà nói, hoặc hơn hoặc thiếu cũng cùng thần quốc có một ít tiếp xúc, so sánh với cái khác thế lực cao cấp, 10 gia tộc lớn đối với lần đấu giá này sẽ, mặc dù vậy khá là coi trọng, nhưng còn chưa tới cầm ra phần lớn tài sản bước. Mà lúc này, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu vào sân. Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm đi vào phòng đấu giá, mà Lý Nghiên Hy nhưng là lạnh lùng nhìn một cái Hướng Dương nói, Hướng Dương, ngươi mới vừa rồi hành vi, ta rất bất mãn, trên buổi đấu giá, chúng ta cũng không muốn ngồi chung một chỗ. Dứt lời, lại là đi theo Diệp Thần sau lưng, tiến vào nhà đấu giá bên trong. Hướng Dương lần này là hoàn toàn luống cuống à. Hắn nhưng mà đang còn muốn chàng này buổi đấu giá sau khi kết thúc, và Lý Nghiên Hy bày tỏ à. Mà hiện tại, xem Lý Nghiên Hy ý kiến, lại là muốn cùng người đàn ông khác ngồi chung một chỗ. Hắn gấp gáp hô, Nghiên Hy, người nghe ta. Đây là, Kha Tịnh một cái ngăn lại Hướng Dương, cười nói, Hướng huynh, người hiện đang ngăn trở Nghiên Hy, chỉ sẽ để cho nàng càng không ưa mà thôi, để cho nàng đi đi, người cũng không phải không biết tính nàng. Hướng Dương do dự một chút, mới ngưng được thân hình, hắn chặt chẽ nắm chuôi kiếm, trên tay gân xanh cũng bạo khởi. Đôi mắt bên trong, lóe lên lãnh mang nói. Diệp Thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi và 10 gia tộc lớn bây giờ, kết quả có bao nhiêu sai biệt, đến lúc đó, nếu như ngươi một món đồ cũng chụp không xuống, không biết ngươi còn có thể hay không chứa đủ đi. Vừa nói, hắn cùng Kha Tịnh vậy đi vào hội trường bên trong. Mà lúc này Diệp Thần và Trần Chi Phàm, đã tìm được chỗ ngồi xuống, đây là, Lý Nghiên Hy đi tới Diệp Thần bên người nói ta. Có thể ngồi ở chỗ này sao? Diệp Thần nhún vai một cái nói, tùy ý, chúng ta liền hai người. Lý Nghiên Hy nghe vậy lộ ra một sáng sủa nụ cười nói, Diệp Thần,
ngươi ngày hôm qua nói muốn để cho chúng ta một món đồ cũng chụp không tới. Vậy ngươi nhất thật hy vọng trên buổi đấu giá không có xuất hiện ta thích đồ nha, nếu không ta nhưng mà sẽ không hạ thủ lưu tình. À, Diệp Thần cười một tiếng, vậy thì xem ngươi, có làm hay không lấy được. Cần tiền và hắn cạnh tranh, hắn không việc gì ý kiến, buổi đấu giá vốn chính là cho người cạnh tranh, không phải sao? Bất quá, nếu là dùng tiền cạnh tranh, chỉ cần hắn tiền đầy đủ, càn quét toàn trường hẳn cũng không có ai có cái gì ý kiến chứ. Đây là, một người mặc cả người vô cùng là đắt tiền màu tím tơ y, thân cao gầy, mặt mũi tuấn mỹ bên trong, mang một chút âm nhu chàng thanh niên, đi vào hội trường bên trong. Trần Chi Phàm chỉ người nọ, đối với Diệp Thần giới thiệu, người này tên là Lương Khâu, là linh võ Tây núi Hoang Lương gia tam công tử, Tây Hoang Lương gia, cùng là 10 lớn một trong những gia tộc, mặc dù, Lương gia ở tổng thể thực lực lên hơi yếu tại những gia tộc khác một ít. Nhưng Tây Hoang sản phẩm tất cả loại luyện khí dùng lên cùng tinh thạch, Tây Hoang Lương gia lũng đoạn linh võ đại lục hơn phân nửa vật liệu luyện khí thị trường, cho nên ở tài lực lên, thậm chí có thể cùng trong 10 đại gia tộc cường đại nhất Đông Lâm Lý gia so sánh. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Lý Nghiên Hy nói, vị này Lý Tiểu Thư, chính là Đông Lâm Lý gia đại tiểu thư, hơn nữa nàng vẫn là bước lên huyền bảng hạng thứ 7 thiên tài siêu cấp. Lý Nghiên Hy nghe vậy, xoay đầu lại hướng Diệp Thần rực rỡ cười một tiếng, đối với Trần Chi Phàm giới thiệu cũng không thèm để ý, ngược lại, mình cũng tới vẻ hứng thú, kéo một cái Diệp Thần ống tay áo, chỉ một người cả người bắp thịt, thân hình vượt qua 2,5 mét, tướng mạo khá là kinh khủng đại hán nói. Đại hán kia vậy rất nổi danh nha, người đừng xem hắn bộ dáng kia, trên thực tế chỉ có 25 tuổi. Người ta gọi là, núi to, đồng nghiêu. Cả người cốt sắt thiết cốt, vô cùng là bền bỉ. Đã từng chống cự thái hư cường giả toàn lực 3 chiêu mà không chết. Bước lên huyền bảng hạng thứ 9, tu vi là phong môn đỉnh cấp, nghe nói, hắn từng dựa vào thân thể mạnh mẽ xông vào linh võ đại lục hoang vực bí cảnh, thu hoạch chí bảo, vì vậy xuất thân không tệ. Trần Chi Phàm sững sốt một chút, không khỏi được mặt lộ một chút khóc cười không có sắc, vốn là hắn còn muốn cho Diệp Thần giới thiệu một phen lần đấu giá này trong buổi họp cần phải chú ý nhân vật. Bây giờ lại bị Lý Nghiên Hy đoạt đi. Bất quá, hắn biết như vậy ngược lại tốt hơn, bởi vì lấy Lý Nghiên Hy thân phận đối với người ở tại chàng khẳng định rõ ràng được hơn nữa thấu triệt. Có thể đây là, Diệp Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, lần này, bước lên huyền bảng thứ nhất chi người tới sao? Nếu như nói người ở tại chàng hắn còn đối với ai có hứng thú, như vậy thì là cái đó linh võ bước lên huyền bảng hạng nhất. Hắn biết, bất luận ở nơi nào, thứ nhất đều có mình độc đạo chỗ, thậm chí cùng thứ hai, thứ ba, đều là hai loại hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, cũng chỉ có loại cấp bậc này thiên tài, có thể hấp dẫn hắn chú ý. Có thể Lý Nghiên Hy nghe vậy, nhưng là hai hàng lông mày hơi nhăn, hiện ra vẻ trầm tư, một lát sau, nàng mới mở miệng nói, thật ra thì, bước lên huyền bảng đệ nhất thiên tài, liền ta cũng không biết hắn là ai, cực kỳ thần bí. Thậm chí cũng không biết hắn có tồn tại hay không, bởi vì, bước lên huyền bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất thiên tài, liền tên chữ cũng không có, chúng ta đều gọi hắn là, vô danh. Dứt lời, nàng thần sắc, tựa hồ có chút ảm đạm xuống nói. Thật ra thì, lần này tới tham gia buổi đấu giá bước lên huyền bảng thiên tài cũng không có người tưởng tượng như vậy nhiều, bởi vì rất nhiều bước lên huyền thiên mới nhưng thật ra là có thần nước quan hệ, bọn họ hoặc là trong thần quốc. Nào đó gia tộc huyết mạch hậu duệ, hoặc là liền cùng thần quốc một cái tông môn cường giả có chút liên lạc. Thật ra thì, bọn họ những người này, vốn là ở bước lên huyền bảng hạng còn có thể tăng lên rất nhiều, chỉ là, bọn họ có thể đã tiến vào thần quốc, một khi tiến vào thần quốc, bước lên huyền bảng người chế tạo, vậy không có được tin tức của bọn họ, cho nên, hạng liền sẽ không lại tăng lên. Hiển nhiên, Lý Nghiên Hy đối với thần quốc cũng là hết sức hướng tới. Đáng tiếc nàng hiện tại thật giống như không có được dấu vết, càng không cách nào bước vào thần quốc. Diệp Thần gật đầu một cái, thì ra là như vậy, khó trách hắn nhìn thấy lớn hơn đều là một ít nhà giàu có con em, mà như vậy để cho hắn vậy cảm thấy thực lực tốt cường giả, như mới vừa rồi cái đó đồng như người, cũng rất thiếu, bất qua tổng thể mà nói, ngày này thần buổi đấu giá người tham gia, hay là để cho hắn có chút xúc động. Những thứ này ẩn núp thế lực cao cấp, quả nhiên khủng bố. Liền lấy Lý Nghiên Hy bản thân tới nói đi,
Nàng nhìn qua, chỉ có 22 tuổi, so Diệp Thần còn nhỏ một chút, tu vi đã đạt đến phong môn tầng 8 thiên. Hơn nữa Diệp Thần nhìn ra được, nàng thực lực còn muốn cao hơn cảnh giới không thiếu. Mà người ở tại tràng, cơ hồ cũng chưa có thấp hơn phong môn cảnh. Dĩ nhiên, cũng chưa chắc là những thứ này công tử tiểu thư thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, chỉ có thể nói những thứ này thế lực cao cấp có tài nguyên quá khủng bố. Ngay tại lúc này, một hồi lộ vẻ được có chút gấp rút, nóng nảy tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, thanh âm càng ngày càng lớn. Bởi vì người nọ, đang hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng đi tới. Diệp Thần hướng người nọ nhìn, chỉ thấy người này là một người màu da vàng khè, dài một đôi mắt tam giác, mũi ưng, ánh mắt âm vụ nam tử. Người này nhìn, tựa hồ xem một con rắn độc vậy, có thể từ hắn tiếng bước chân nghe, tánh tình cũng rất nóng nảy. Trần Chi Phàm đôi mắt híp một cái, hiện ra vẻ ngưng trọng, đối với Diệp Thần nói. Người này, tên là Quách Vinh, như rắn độc vậy âm ngoan, nhưng lại như lửa cháy bừng bừng vậy cuồng bạo. Người ta gọi là, mãnh liệt rắn. Bước lên huyền bảng hạng 27, nghe nói người này cùng Từ Thắng vô cùng là giao hảo, thậm chí có lời đồn đãi nói, ở hắn lên cấp nửa bước thái hư sau đó, sẽ gia nhập Từ gia, trở thành cung phụng. Cũng phụ tá Từ Thắng trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ, chung nhau chấp trưởng Từ gia. Hiện tại, người phế Từ Thắng, coi như là cầm hắn trông coi Từ gia hy vọng làm hỏng. Hắn có thể sẽ tìm ngươi phiền toái. Diệp Thần quét Quách Vinh một mắt, lại không quá mức để ý, 28 tuổi, phong môn hậu kỳ, hơn nữa, tựa hồ thể chất rất đặc thù, nhưng là, muốn uy hiếp được mình. Kém được quá xa. Mà Quách Vinh ánh mắt, ở quét Diệp Thần bên cạnh Lý Nghiên Hy lúc đó, lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt liền phong tỏa Diệp Thần, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi chính là Diệp Thần, đả thương Từ huynh, chính là ngươi. Hắn mắt tam giác bên trong vô cùng lửa giận lăn lộn, Từ Thắng nhưng mà hắn từng bước leo lên trong quá trình, vô cùng trọng yếu một vòng à. Vì thành công để cho cái này một vòng tạo tác dụng, Quách Vinh không biết mất nhiều ít tâm cơ cùng thủ đoạn. Có thể ngày hôm qua, cứ như vậy bị một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến, làm hỏng. Hơn nữa vừa vặn như thế đúng dịp, hắn ngày hôm qua có chuyện trì hoãn, ngày hôm nay mới tới cái này đảo phi lôi lên, cho nên không có thể tham gia Từ Thắng tiệc rượu. Quách Vinh không có đè thấp mình thanh âm, ngược lại nói rất lớn tiếng. Trong chốc lát, tại chỗ không ít nhân vật nổi tiếng, các công tử ca, cũng hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, đầu đi ánh mắt tò mò. Mặc dù Diệp Thần ngày hôm qua ở tiệc rượu bên trên, coi như là để cho tất cả mọi người đều nhớ mình, nhưng cái rượu kia sẽ, thật ra thì cũng chính là Từ Thắng và một ít tương đối giao hảo nhân vật nổi tiếng, làm ra mà thôi, người tham gia cũng không coi là quá nhiều. Liền liền Lý Nghiên Hy, cũng chỉ là ngày hôm qua đi lang thang lúc đó, đột nhiên nghĩ đi vào có chút rượu uống mà thôi. Cho nên, tại chỗ không ít người, thật ra thì đều đã đối với Diệp Thần thân phận có chút tò mò. Dẫu sao, không phải ai đều có tư cách, ngồi ở 10 gia tộc lớn đứng đầu Đông Lâm Lý gia tiểu thư Lý Nghiên Hy bên cạnh. Mà hiện tại, nghe được Quách Vinh lời nói sau đó, những người này liền kinh ngạc lên. Diệp Thần. Hắn chính là Diệp Thần. Cái đó ở tiệc rượu bên trên, đem Bắc Hải Từ gia Từ Thắng miễn cưỡng dùng quả đấm, đập thành trọng thương Diệp Thần. Ở tiệc rượu kết thúc sau đó, tuyên bố để cho tại chỗ nhân vật nổi tiếng. Ở trên buổi đấu giá không thu hoạch được gì Diệp Thần. Bọn họ mặc dù không có chân chính gặp qua Diệp Thần, nhưng là, Diệp Thần gây ra lớn như vậy động tĩnh, những người này khẳng định nghe vẫn là nói qua Diệp Thần tên chữ. Là ta, Diệp Thần cười mỉa nhìn Quách Vinh nói, làm sao, bước lên huyền bảng hạng trước 30 siêu cấp yêu nghiệt, cũng đúng ta có hứng thú. Có hứng thú, Quách Vinh cười lạnh nói, ta chẳng ngờ đối với người có hứng thú cũng không được à Diệp công tử. Ai kêu ngươi ra tay một cái, liền đem Từ Thắng bị thương thành cái dáng vẻ kia. Ta còn con này bước lên huyền bảng trước 30, lại coi là cái gì chứ? Diệp công tử vậy là mới vừa trở thành bước lên huyền bảng thiên tài chứ? Mới liền thành là bước lên huyền bảng thiên tài, sẽ dùng tiền nhậm của mình tới biểu hiện thực lực. Còn biểu hiện được như vậy khoa trương. Ta sợ à, chúng ta những thứ này bước lên huyền bảng người, sợ rằng qua không được bao lâu. Cũng sẽ trở thành là Diệp công tử dùng để luyện tay đạo cụ liền chứ. Quách Vinh nói ý của lời này,
Lộ vẻ như vậy chính là vì Diệp Thần trọng thương từ thắng chuyện tới, đã biểu hiện lập trường. Diệp Thần nhàn nhạt nói, biểu hiện thực lực, dùng từ thắng tới biểu hiện thực lực. Quách công tử, người đây đã sai lầm rồi, ta thật muốn biểu hiện thực lực, cũng sẽ không chọn từ thắng à. Người biết chọn một tên phế vật, một cái rác rưởi dùng để biểu diễn mình lực lượng sao? Mà từ thắng, ở trong mắt ta, đều không phải là rác rưởi, đơn giản là rác rưởi ở giữa rác rưởi à. Còn như khoa trương, ta như vậy vậy coi là khoa trương. Không có một quyền trực tiếp cầm hắn đánh thành hư không, đã rất thu liếm có được hay không? Quách Vinh nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì biến đổi, lộ vẻ được vô cùng là khó xem, trong ánh mắt còn lóe lên một chút không thèm che giấu âm ngoan ý. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần sẽ bởi vì mình đến, mà sợ hãi, lùi bước, thậm chí còn sẽ hướng mình cúi đầu nhận sai. Kết quả thế nào, mình cũng đã tìm tới cửa, hắn nhưng ở trước mặt mình như vậy làm nhục từ thắng. Đó là căn bản không có cầm hắn cái bài danh này bước lên huyền bảng thứ 27 siêu cấp yêu nghiệt mãnh liệt rắn coi vào đâu à. Quách Vinh mắt tam giác bên trong, đột nhiên thoáng qua vẻ chế giễu vẻ, nếu ngươi muốn gắn, muốn cuồng, như vậy ta sẽ để cho ngươi giả bộ tới cùng. Tiếp đó, Quách Vinh mở miệng nói, Diệp công tử khẩu khí thật là lớn à, từ thắng cũng đã từng là chúng ta bước lên huyền bảng thiên tài, mới vừa bị ngươi chen xuống không lâu. Ngươi nhưng cầm hắn nói được như thế không chịu nổi. Nếu như từ thắng thật xem ngươi nói được như vậy rác rưởi, hắn tại sao có thể một lần trở thành bước lên huyền bảng thiên tài? Có phải hay không xuất hiện qua tên của hắn bước lên huyền bảng bản thân, ở ngươi xem ra cũng không việc gì hàm kim lượng à? Bước lên huyền bảng phần lớn thiên tài, có phải hay không cũng sẽ bị ngươi thực lực nghiền ép à? Trần Chi Phàm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Diệp Thần nháy mắt. Những lời này rất rõ ràng, là cạm bẫy à. Quách Vinh những lời này, là muốn cho Diệp Thần và bước lên huyền bảng thiên tài đối với à. Diệp Thần đã ở trong tiệc rượu, đắc tội không thiếu danh lưu, nếu là lại tăng thêm tại chỗ phần lớn bước lên huyền bảng thiên tài đâu. Như vậy, Diệp Thần liền trực tiếp và trong phòng đấu giá hơn nửa người, đối mặt à. Vậy đối với tại Diệp Thần mà nói, bất luận là chàng này buổi đấu giá, hay là tương lai tình cảnh, có thể cũng sẽ vô cùng bất lợi. Dẫu sao, nơi này là linh võ đại lục, tàn khốc vô cùng, có lúc giết ngươi, chính là bởi vì ngươi nói một câu lời không nên nói, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nói, Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, sau đó nhàn nhạt đáp, thật giống như, chính là có chuyện như vậy, ở ta xem ra, cũng chỉ bước lên huyền bảng trước 10 thiên tài, có chút thực lực đi. Diệp Thần không phải là không có nhận ra được Quách Vinh hỏi câu này ý kiến, nhưng hắn không có vấn đề. Tại sao không có vấn đề? Ngươi nếu như có thực lực, gặp phải người khác chuẩn bị xong cạm bẫy, trực tiếp nghiền ép tới chính là, bể tan tành chỉ sẽ là vậy cạm bẫy, mà không phải là ngươi. Diệp Thần nghĩ rất rõ ràng, hắn cảm thấy là liền nói phải, cảm thấy không phải, liền nói không phải, không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh lượn quanh. Chẳng lẽ, hắn rõ ràng thực lực vượt xa phần lớn bước lên huyền bảng thiên tài, còn muốn cùng bọn họ khiêm tốn một phen, thậm chí lẫn nhau thổi nâng lên tới. Diệp Thần phiền nhất chuyện như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà, chính hắn có thể nghĩ như vậy, người khác không thể à. Xác nhận mình không có nghe lầm sau đó, Trần Chi Phàm không khỏi mặt đầy cười khổ đong đưa ngẩng đầu lên. Liền liền Lý Nghiên Hy và Quách Vinh, đều có chút bị rung động đến. Diệp Thần, thật đúng là dám nói à. Mà trên buổi đấu giá những người đó, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều thay đổi, trở nên lạnh. Phần lớn nhà giàu có con em, ở trong vòng đều là thói quen lẫn nhau thổi phồng vậy bộ xã giao phương thức, đối với Diệp Thần cái này loại vô cùng là khoe khoang, nói chuyện không cố kỵ chút nào người tự nhiên không có hảo cảm. Mà những cái kia bước lên huyền bảng thiên tài đâu? Chính là trực tiếp bị chọc giận à, Diệp Thần đây là đang khiêu khích bọn họ à? Trong chốc lát, mấy đạo khí thức cường đại, ở nhà đấu giá bên trong phun trào ra, những thứ này kiêu ngạo thiên tài, đều có chút khắc chế không nổi muốn dạy dỗ một chút Diệp Thần, để cho cái này mới vừa leo lên bước lên huyền bảng người mới, biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Tiếp theo, Diệp Thần có chút không nhịn được phất phất tay nói, ngươi chính là mà nói điều này sao? Nếu như ngươi muốn nói chuyện phiếm, cãi và nói, xin lỗi ta không như vậy hứng thú, ngươi có thể đi. Quách Vinh ánh mắt,
hơn nữa âm lãnh, thậm chí sát ý đều phải bộc lộ ra ngoài, mình là bước lên huyền bảng xếp hạng trước 30 thiên tài, và Bắc Hải Từ gia, còn có tốt vô cùng giao tình, một cái mới vừa tiến vào bước lên huyền bảng, hơn nữa đến từ thần hỏa học viện tiểu tử, dám như thế tự nhủ nói. Bất quá, cuối cùng Quách Vinh cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền rời đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Dẫu sao buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, cho dù là hắn vậy không dám ở nơi này thời điểm gây chuyện, như vậy tương đương với đắc tội phòng đấu giá thiên thần. Nhưng là, ngồi tại chỗ sau đó, Quách Vinh khóe miệng nhưng dương lên một chút cười nhạt, hắn biết luôn có Diệp Thần vì mình liều lĩnh rốt nát, trả giá thật lớn thời điểm. Ngay tại lúc này, một người một đầu tóc bạc, mặt mũi nhưng hết sức trẻ tuổi, mặc phòng đấu giá thiên thần thống nhất áo dài trắng thanh tú nam tử, đi lên phòng đấu giá mở ra trên đài, hướng về phía mọi người mỉm cười nói. Các vị tốt, ta là chủ trì lần này buổi đấu giá người, ta kêu Hoàng Văn Mới. Mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu. Đợi thấy người ở tại tràng, đều đã ngưng thần nhìn về phía mình, an tĩnh lại sau đó. Hoàng Văn mới khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, phía dưới, thiên thần buổi đấu giá, thì phải chính thức bắt đầu trước, ta vẫn là phải cùng mọi người nói một chút, chúng ta buổi đấu giá quy củ. Vừa nói, Hoàng Văn mới chỉ một cái trang sức ở mọi người chỗ ngồi nắm tay chỗ, một cái hình thù kỳ lạ quái trạng dị thú pho tượng nói. Đầu tiên, muốn mời các vị đem mình gửi thần vân thạch túi đựng đồ bỏ vào cái này thao thiết pho tượng thú văn bên trong. Đây là thần quốc một loại đặc chế pháp khí, tất cả lớn phòng đấu giá đều có sử dụng, tác dụng là kiểm tra trong tay các vị tiền vốn số lượng, các vị yên tâm, cụ thể số lượng nhiều ít, chúng ta là sẽ không biết. Cái này thao thiết pho tượng, chỉ có ở các vị ra giá lúc đó, mới có cảm ứng, nếu như các vị ra giá, vượt qua mình tiền riêng, thao thiết pho tượng liền sẽ phát ra cảnh báo, cái này cũng là vì phòng ngừa có người ác ý đấu giá. Bảo đảm các vị lợi ích. Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu một cái, theo lời đem túi đựng đồ bỏ vào thú văn bên trong, bọn họ tự nhiên không hy vọng có người ác ý đấu giá. Sau đó, gặp người ở tại tràng đều đưa túi đựng đồ, bỏ vào thú văn bên trong sau đó, Hoàng Văn mới cười một tiếng nói. Vậy tại hạ cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, các vị chắc hẳn cũng đã nóng lòng chờ chứ. Tốt lắm, tiếp theo xin mời chúng ta triển lãm nhân viên ra sân. Cho mọi người biểu diễn lần này thiên thần buổi đấu giá kiện thứ nhất hàng hóa. Hoàng Văn mới giọng cao vút, lập tức liền đem hiện trường bầu không khí mang động, một đám nhân vật nổi tiếng, thiên tài, cũng lộ vẻ được có chút hưng phấn. Cũng có chút nhao nhao muốn thử. Rất nhanh, một người mặc khai xoa cơ hồ phải đến bên hông lửa đỏ kỳ bào, 18-19 tuổi tác, vóc người vô cùng chọc giận cô gái xinh đẹp, liền mặt mỉm cười, đẩy một máy hình dáng tinh xảo xe đẩy đi lên đài. Đẩy xe trên mặt bàn, đang đắp một tầng bạch bố, cái này vải đỏ hiển nhiên có chút đặc thù, tựa hồ có thể che giấu thần niệm dò xét, mà bạch bố dưới, chính là cái này kiện thứ nhất hàng hóa. Lúc này, tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm khối kia bạch bố, Hoàng Văn mới không có lập tức tung lên bạch bố, mà là mặt mỉm cười, tiếp tục nói. Đây là chúng ta kiện thứ nhất hàng hóa, giá khởi đầu, 50.000 thần vân thạch. Mà vốn lần buổi đấu giá, tổng cộng có 13 kiện hàng hóa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người thần sắc động một cái, lúc này mới thứ một món bảo vật, thì phải 50.000 thần vân thạch. Phải biết, 50.000 thần vân thạch đối với rất nhiều thế lực mà nói nhưng mà một cái giá trên trời. Mà thứ một món bảo vật, cũng không nghi ngờ là chàng này buổi đấu giá trước món ăn mà thôi, dùng để nhắc tới mọi người khẩu vị, hứng thú. Là trên buổi đấu giá kém nhất bảo vật. Thuyết minh, thiên thần buổi đấu giá quả thật không phải giống vậy buổi đấu giá có thể so. Thấy mọi người thần sắc, Hoàng Văn mới cũng là khá là hài lòng, gật đầu tỏ ý dưới, tên kia kỳ bảo thiếu nữ đem trên mặt bàn bạch bố mở lên. Một khắc sau, trong mắt của tất cả mọi người, đều cảm thấy một loại hơi đau nhói ý. Nhưng mà, bọn họ thấy nhưng là một khối tướng mạo xấu xí ngăm đen kim loại. Mọi người thấy vậy, tựa hồ cũng có chút thất vọng, liền cái này. Cũng đáng 50.000 cực phẩm thần vân thạch. Chỉ có một người, trong mắt mơ hồ lộ ra vô cùng là vẻ khát vọng. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần đôi mắt khát gao nhìn chằm chằm vậy mau ngăm đen kim loại, ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, cái này kim loại, chẳng lẽ là...
Phong Thanh Dương vui vẻ cười to nói, không tệ, cái này kim loại, chính là canh kim chi tinh. Lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể, phổ thông canh kim, cho dù là phẩm chất tốt nhất cũng không cách nào để cho ngươi thể chất tiếp tục tăng lên, chỉ có sử dụng cái này canh kim chi tinh, mới có hiệu quả. Đám này cái gọi là người thần quốc căn bản không biết hàng. Bọn họ khẳng định không có nhận ra cái này canh kim chi tinh, cho nên mới sẽ lấy thấp như vậy giá cả tiến hành đấu giá, thằng nhóc, cái này là đồ tốt. Vỗ xuống nó, ngươi được lợi lớn. Diệp Thần ánh mắt chớp động, có thể cường hóa hắn thân xác vật, tự nhiên không thể nào thả qua. Hắn cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới, cái này ra sân kiện vật phẩm thứ nhất chính là đối với hắn tăng lên thực lực có trợ giúp lớn vật. Đây là, Hoàng Văn mới vậy tiếp tục giới thiệu. Các vị, các ngươi đừng xem nhẹ nó, căn cứ chúng ta thiên thần buổi đấu giá giám định, cái này kim loại phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Thậm chí đem dung nhập vào một chút thật thần khí hoặc là thánh binh bên trong, đối với vũ khí đều có biên độ tăng trưởng tác dụng. Bản thân còn tản ra vô cùng là kinh khủng kim sát khí, chúng ta cho rằng đây là một loại đặc biệt hiếm thấy biến dị canh kim. Đi qua fan này giới thiệu, người ở tại tràng, cuối cùng cũng tới một ít hứng thú, bọn họ biết. Nếu cả ngày thần buổi đấu giá đều không thể dám định ra lại tới vật, khẳng định không bình thường. Lúc này liền có người ra giá nói, 50.000, 60.000, 65.000. Giá cả không ngừng lên tăng trước, rất nhanh, liền đi tới 200.000. Lúc này, đấu giá người, đã lác đác không có mấy. Dẫu sao, canh kim mặc dù chân quý, nhưng mà tuyệt không có đạt tới 200.000 cực phẩm thần vân thạch tầng thứ này à. Cho dù là dị chủng canh kim, cái giá này mua lại, cũng có chút không có lợi lắm. Bất quá, Diệp Thần chú ý tới, tại chỗ chân chính tài lực hùng hậu, thân phận hơn người đám người kia, như 10 gia tộc lớn người, Đồng Nghiêu, Kha Tịnh, Quách Vinh cùng bước lên huyền bảng hạng gần trước thiên tài, hiện tại nhưng còn không có ra tay. Hiển nhiên, cái này dị chủng canh kim, còn không vào được bọn họ mắt, nhắc tới canh kim chi tinh mặc dù vô cùng là chân quý. Nhưng lại có mấy người có thể xem Diệp Thần như nhau đem giá trị tối đại hóa phát huy được đâu. 210.000, đây là, một người tướng mạo có chút thâm độc thanh niên, mở miệng nói. Tình cảnh, trong chốc lát yên lặng xuống. Vượt qua 200.000, đã không có người nào muốn ra giá. Sẽ ở đó âm ngoan thanh niên, có chút đắc ý lúc đó, một đạo thanh âm nam tử, đột ngột vang lên. 300.000. Mọi người có chút kinh ngạc hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, một lần, tăng giá 100.000. Có khí phách, mà người nói chuyện, chính là Diệp Thần. Vậy âm ngoan nam tử, ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút hàn mang, sau một hồi trầm mặc, cắn răng một cái mở miệng nói, 310.000. Cho dù là không ngừng chút nào, Diệp Thần liền tiếp lời nói, 400.000. Mặc dù, giá này tiền người ở tại chàng cũng không phải không lấy ra được. Tới tham gia chàng này buổi đấu giá, cái nào trên mình không có trên 1 triệu cực phẩm thần vân thạch. Nhưng là cứ như vậy hoa 400.000 ở kiện thứ nhất hàng hóa lên, có chút lãng phí. Đây là, Hoàng Văn mới gặp tựa hồ không có tiếp tục ra giá, há miệng, đang chuẩn bị bắt đầu kêu số lần. Ngay tại lúc này hướng Dương cười mỉa nhìn Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói, 700.000. Một lần tăng giá 300.000. Mọi người không khỏi có chút bội phục nhìn về phía hướng Dương, không hổ là nam cảng hướng ra à. Khoát khí. Hướng Dương mặt lộ vẻ nụ cười, có chút hưởng thụ ánh mắt của những người này. Ngày hôm nay hắn mang tới 1.073 vạn cực phẩm thần vân thạch. Cho dù, cái giá này mua vậy dị chủng canh kim có chút thua thiệt, nhưng cầm ra một số không đầu, cho Diệp Thần thêm ấm ức, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, còn có thể lập uy. Một lần hành động hai được. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần sẽ tức giận, sẽ không cam lòng, thậm chí hối hận. Nhưng, Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, liền không mang theo chút nào cảm tình chập chờn tiếp tục mở miệng nói, 1 triệu. Lần này, hội trường bên trong chốc lát, cũng yên lặng. 1 triệu. Cho dù là đối với giống vậy thế lực cao cấp mà nói, đều là một cái sẽ thương cân động cốt con số à. Cái này Diệp Thần cứ như vậy tùy ý, tốn ở liền một khối giá trị không rõ kim loại phía trên. Liền Hoàng Văn mới đều là hơi sững sờ, rất nhanh hắn mới phản ứng được, mặt lộ vẻ vui mừng bắt đầu kêu lần nói, 1 triệu một lần.
một triệu hai lần, một triệu ba lần, đồng ý. Tên kia kỳ bảo thiếu nữ, liền cung kính bưng lên chứa đựng canh kim chi tinh khay gỗ, thành thực đi tới Diệp Thần trước mặt, đem khay gỗ đưa cho hắn. Đồng thời, Diệp Thần trong túi đựng đồ vậy quạt đi liền một triệu thần vân thạch. Hướng Dương nhướng mày một cái, Diệp Thần ra một triệu, liền hắn vậy có chút không dám ra giá, dẫu sao, như tiếp tục ra giá, mà Diệp Thần không theo mà nói, vậy thì thua thiệt được có chút lớn, hắn còn muốn là kế tiếp bảo vật chuẩn bị sẵn sàng đây. Nhưng là rất nhanh, hắn chân mày liền thư giãn ra, hắn biết, thần hỏa học viện tối đa bất quá có thể lấy ra 3 triệu tả hữu cực phẩm thần vân thạch mà thôi, hiện tại Diệp Thần liền xài 1/3. Ha ha, tiếp theo lấy cái gì và hắn tranh, trước hết để cho Diệp Thần, thắng được lần này tốt lắm. Vậy kỳ bào thiếu nữ, tiếp tục đẩy lên tới một cái xe đẩy, Hoàng Văn mới cười nói. Cái này kiện thứ hai vật đấu giá. Là chúng ta thần quốc một bản thượng cổ thần quốc hiếm hoi võ, ta tin tưởng chư vị ở đây đối với thượng cổ võ cũng không xa lạ gì, nhưng là các vị cũng biết, chúng ta thần quốc nơi truyền lưu võ, và linh võ đại lục võ cũng không giống nhau. Thần quốc võ, đều là có thể chạm đến võ đạo bổn nguyên võ. Tin tưởng cái này bản kiếm pháp võ hóa huyết kiếm, đối với các vị võ đạo tu hành, cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Giá khởi đầu 1 triệu cực phẩm thần vân thạch. Hoàng Văn mới tiếng nói vừa dứt, Hướng Dương chính là mặt lộ đại hỉ vẻ. Cái này hóa huyết kiếm hoàn toàn là hắn đo thân định chế à. Hắn Nam Cảng Hướng Gia, vốn là lấy ra truyền Hướng Gia kiếm pháp âm minh mãnh quỷ kiếm mà nổi tiếng hậu thế, mặc dù âm minh mãnh quỷ kiếm, đồng dạng cũng là hiếm thấy võ, nhưng mà, mặc dù vũ kỹ này truyền thừa từ viễn cổ, nhưng cũng không cách nào hướng thần quốc võ như vậy, chạm đến võ đạo bổn nguyên. Nếu như tìm hiểu cái này hóa huyết kiếm, hắn thực lực tất nhiên có thể thật to tăng lên à. Nói không chừng, tăng lên mình ở bước lên huyền bảng hạng, cũng có thể. Lúc này, Hướng Dương chợt trầm giọng quát lên, 2 triệu. Bên trong phòng đấu giá, trong chốc lát yên lặng lại, tất cả mọi người, cũng hướng Hướng Dương chỗ ở vị trí nhìn. Bọn họ trong lòng, đều là không khỏi hơi khiếp sợ. Giỏi một cái Nam Cảng Hướng ra. Vừa mở miệng, chính là trực tiếp gấp bội à. Cái này Hướng Dương, không thể nghi ngờ là đang đối với mọi người, phô bày mình đối với cái này hóa huyết kiếm, tình thế bắt buộc quyết tâm. Mặc dù, tại chỗ rất nhiều người, cũng đối với cái này hóa huyết kiếm có chút ý kiến, nhưng mà thấy một màn này, cũng không khỏi chần chờ. Đầu tiên, là tài lực, bọn họ có thể cùng Nam Cảng Hướng ra cạnh tranh không? Thứ nhì, chính là như bọn họ tham dự đấu giá. Có thể hay không đạt được cái này hóa huyết kiếm, còn chưa nhất định, nhưng đắc tội Nam Cảng Hướng ra, vậy là khẳng định à. Nguyên bản không thiếu nhau nhau muốn thử, tay cũng mau nâng lên nhân vật nổi tiếng, những thiên tài cũng yên lặng để tay xuống. Hướng Dương thấy vậy, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Nam Cảng Hướng ra mặt mũi, rất nhiều người còn chưa được không cho. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người. Tỷ như 10 gia tộc lớn. Cùng với bước lên huyền bảng hạng gần trước thiên tài. Nhưng là, theo Hướng Dương biết, 10 gia tộc lớn bên trong, liền bọn họ Hướng ra là tu hành kiếm pháp à. Mà bước lên huyền bảng gần trước thiên tài, tu luyện kiếm pháp vậy lác đác không có mấy. Cho nên hóa huyết kiếm đối với giá trị của bọn họ, muốn giảm bớt nhiều. Ở hắn xem ra, cái này hóa huyết kiếm, cơ hồ đã là vật trong túi của họ. Ngay tại Hướng Dương mặt mỉm cười. Làm xong trả tiền chuẩn bị lúc đó, một cái thanh âm, đột ngột vang lên. 5 triệu. Cùng lúc đó, thần quốc, thiên đạo cung. Hiên Viên Mặc Tà ngồi xếp bằng ở trên đài cao, vậy trình độ cao nhất tà ác và tức giận trong mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa bàn nằm Viêm Thiên Rồng Thần. Nhiều ngày như vậy, Viêm Thiên Rồng Thần thương thế còn chưa hết bệnh. Hắn Hiên Viên Mặc Tà có thể ngồi lên vị trí này. Rất lớn một phần chia dựa vào chính là Cửu Thiên Thần Long Điện điều này Viêm Thiên Rồng Thần. Hơn nữa, Viêm Thiên Rồng Thần không phải hắn thú cưỡi, càng không phải là hắn thú cưng. Mà là người hợp tác. Nếu như không phải là Viêm Thiên Rồng Thần, hắn Hiên Viên Mặc Tà có thể hiện tại vẫn là một cái khổ khổ vùng vẫy ở thần quốc gia tộc không được thế đệ tử. Phải biết, Hiên Viên gia tộc ở thần quốc đều là tồn tại trong truyền thuyết. Hiên Viên gia tộc và thần quốc Diệp gia cùng nổi danh, nhưng vĩnh viễn bị Diệp gia đè lên đầu. Chỉ vì là,
đã từng thần quốc Diệp gia vị kia, thực lực quá nghịch thiên. Tay cầm lục đạo quyền, dung chuyển thiên địa dung mạo. Mà hắn Hiên Viên Mặc Tà bất quá là Hiên Viên gia tộc chúng sinh. Hắn dị bẩm thiên phú, nhưng vĩnh viễn không bị gia tộc trưởng bối coi trọng. Hắn dữ tợn, hắn điên cuồng. Nhưng hắn đời người ở gặp phải Viêm Thiên Rồng Thần sau đó thay đổi. Hắn thực lực cấp tốc tăng trưởng. Hắn ở ngàn năm sau đó trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ. Mà Viêm Thiên Rồng Thần vậy bởi vì Hiên Viên Mặc Tà, không ngừng lên cấp. Lại là nuốt vào một cái năng lượng cường đại truyền thuyết Phật Luân Hồi Huyền Bi. Hiên Viên Mặc Tà từ trong trí nhớ tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía trước mặt quỳ xuống ông già, nói đi, hôm nay vậy là cái gì việc gấp? Thằng nhóc kia cùng với Huyết Long tin tức, có xếp đặt sao? Lão kia người run rẩy, bất đắc dĩ nói, cung chủ, không có một chút tin tức, Cửu Thiên Thần Long Điện cũng tìm khắp, vẫn không có Huyết Long tung tích. Dù là Linh Võ Đại Lục cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Hai tên kia, tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Hiên Viên Mặc Tà ngẩng đầu lên, lạnh như băng thêm là máu, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Cút! Ông già do dự mấy giây, mở miệng nói, thần quốc ở Linh Võ thiết lập 10 thành bên trong, đã có 2 thành bị một cường giả huyết đồ. Hai nơi Thiên Đạo Các bị thương nặng. Chiếu tiếp tục như vậy, 10 thành cũng phải tao ương à. Mời cung chủ đại nhân, phái người ra tay. Cái gì? Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà đứng lên, vô tận sát ý chiếm đoạt hết thảy. Gió lớn tung lên. Cái này 10 thành, ngàn năm không người dám động. Ta thần quốc địa vị như vậy, còn có người dám huyết đồ. Thật là vô cùng gan dạ. Ông già khóe miệng khạc ra đỏ bừng máu. Cố nén nói, cung chủ, xin Thiên Đạo Cung cường giả ra tay, bảo vệ vậy còn lại 8 thành. Như người nọ dám động thủ nữa, chúng ta tới cái cá trong chậu. Hiên Viên Mặc Tà trực tiếp khoát tay, ta cho ngươi quyền lợi, điều động 8 vị thái hư cường giả đỉnh phong, cùng với một vị chém ách cường giả trấn thủ còn lại 8 thành. Một khi có người gây chuyện, trực tiếp tru diệt. Linh Võ những con kiến hôi kia, có lẽ đã sớm quên ta thần quốc đại biểu cái gì. Phòng đấu giá. 5 triệu. Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi có chút hoài nghi dậy mình lỗ tai. Còn có như thế ra giá, trực tiếp gấp bội, còn không ngừng gấp đôi. Hơn nữa, ý này hoàn toàn chính là muốn và hướng Dương Tranh rốt cuộc à. Bọn họ hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp Diệp Thần sắc mặt rừng rưng ngồi tại chỗ, tựa như mới vừa rồi kêu không phải 5 triệu, mà là 500 như nhau. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Nếu như nói, mới vừa rồi Diệp Thần kêu giá 1 triệu, vỗ xuống vậy dị chủng canh kim, mọi người chỉ là có chút bất ngờ, còn không có cảm thấy thế nào nói. Bây giờ là hoàn toàn bị hù được, bị rung động đến à. Bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ. Không hiểu, Diệp Thần không phải tới từ Thần Hỏa Học Viện sao? Làm sao sẽ có tiền như thế? Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có hoài nghi Diệp Thần là tùy ý kêu bậy bạ, dẫu sao vậy dị thú pho tượng không có bất luận phản ứng gì. Mà ở Diệp Thần, Phong Khinh Vân đạm hô lên 5 triệu sau đó, người ở tại tràng cho dù chẳng ngờ vậy kìm lòng không đặng nhớ lại Diệp Thần ở Từ Thắng trong tiệc rượu, nói lời nói kia. Nếu như các ngươi có thể quay chụp một món bảo vật, coi là ta thua. Nguyên bản, bọn họ chỉ làm Diệp Thần ở gắn thôi, bây giờ nhìn lại cái này thật giống như không phải tùy tiện nói một chút à. Mà hướng Dương sắc mặt, vậy triệt để âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đồng thời, hắn đáy mắt đồng dạng là rung động. Điều này sao có thể? Và hắn dự liệu, hoàn toàn khác nhau à. Nói thật, ở Diệp Thần xài 1 triệu mua vậy dị chủng canh kim sau đó, hắn cũng chưa có cầm Diệp Thần để ở trong mắt à. Ai biết, nhanh như vậy liền lại nhảy ra ngoài. Diệp Thần hướng về phía Hướng Dương mỉm cười nói, thế nào? Hướng công tử nhìn như vậy ta làm gì? Nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo ra giá nói, cái này hóa huyết kiếm, Diệp mỗ liền vì ngươi bắt lại. Bá một chút, mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Hướng Dương trên mình. Hướng Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khiêu khích. Cái này rác dưới lại vẫn dám khiêu khích mình. Nguyên bản, hắn là dự định lấy 2 triệu bắt lại cái này hóa huyết kiếm, sau đó, lại cạnh tranh một lượng kiện bảo vật hoặc là giữ lại tiền vốn, cạnh tranh một chút áp trục bảo vật à. Nói thật,
5 triệu giá cả đã vượt ra khỏi cái này bản hóa huyết kiếm có giá tiền. Tiếp tục đấu giá đi xuống, đặc biệt không sáng suốt. Dẫu sao, võ đạo căn nguyên, không phải chỉ có cái này một loại phương pháp có thể tiếp xúc tới, chỉ là làm như vậy có thể nhanh hơn đạt tới cái cảnh giới kia, thời gian ngắn tăng lên mình thực lực mà thôi. Thời gian mặc dù trọng yếu, nhưng là cái này chút thời gian đổi 5 triệu cực phẩm thần vân thạch, có chút xa xỉ à. Có thể hiện tại, Hướng Dương có thể thối lui ra không? Tất cả mọi người đều nhìn mình đâu. Nếu như hắn Nam Cảng hướng ra liền một cái thần hỏa học viện rác dưới, cũng đấu giá bất quá, bọn họ hướng ra mặt mũi đi nơi nào thả. Hắn Hướng Dương mặt mũi, đi nơi nào thả à? Hướng Dương hai tròng mắt đều đã đầy máu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Sát ý cũng đang cuồn cuộn. Hắn biết nếu là không có Diệp Thần chen ngang một chân mà nói, 2 triệu bắt lại cái này bản hóa huyết kiếm đã là 10 phần chắc chín. Liền bởi vì Diệp Thần, cho dù hắn bắt lại hóa huyết kiếm vậy được tổn thất mấy triệu thần vân thạch à. Coi như là Hướng Gia chưa đến nỗi thương cân động cốt, cũng có chút không chịu nổi. Hướng Dương cắn răng, cơ hồ là từ trong miệng từng chữ nặn ra vậy, hung tợn nói, 6. Trăm, vạn, Diệp công tử, ngươi là coi là thật sự định cùng Hướng nào đó tranh đoạt cái này hóa huyết kiếm sao? Cái này hóa huyết kiếm, đối với ta Hướng ra khá là trọng yếu. Nếu như Diệp huynh nguyện ý giúp người thành đạt, và ta Hướng nào đó kết giao bằng hữu, ngày khác, ta nhất định mời Diệp huynh tới ta Hướng ra trong phủ thật tốt đền đáp một phen. Mọi người lần nữa mở to cặp mắt, nhìn Hướng Dương. Cái này bước lên huyền bảng hạng thứ 12. Xuất thân từ 10 lớn một trong những gia tộc thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo vô cùng Hướng Dương lại cúi đầu à. Những lời này, rõ ràng là hướng về phía Diệp Thần lấy lòng, nhượng bộ à. Thật là để cho người không dám tin tưởng. Liền Kha Tịnh cùng Lý Nhiên Hy đều là có chút kinh ngạc nhìn về phía Hướng Dương. Mọi người trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm, biết Diệp Thần hẳn muốn thu tay, chỉ cần hắn không phải người ngu, hiện tại cũng hẳn thu tay lại. Đầu tiên tiếp tục đấu giá đi xuống, quyển vũ khí này cũng đã thật to quá giá, mua rất thua thiệt. Hơn nữa, đó chính là cầm Hướng ra hoàn toàn đắc tội à. Coi như cái này Diệp Thần phách lối nữa cũng không khả năng thật không đem 10 gia tộc lớn coi vào đâu chứ. Ai biết, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền tiếp tục nói, 10 triệu. Hắn thậm chí không có nói gì nhiều, căn bản không dự định đáp lại Hướng Dương. Nếu như trước, Hướng Dương đối với hắn lấy lễ đối đãi, hắn có thể còn sẽ suy tính một chút, dẫu sao, căn nguyên võ lại căn nguyên mới có thể có phong thanh dương lục đạo kiếm cao cấp hơn, càng gần sát trình độ cao nhất võ đạo sao. Cái này bản hóa huyết kiếm, Diệp Thần sở dĩ muốn vỗ xuống, chỉ là dùng để kiểm chứng mình một chút hiểu, xem có thể hay không để cho kiếm ý tiến hơn một bước thôi. Nhưng là, Hướng Dương khắp nơi uy hiếp và gây khó khăn mình, làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại, muốn hắn cho Hướng ra mặt mũi. Ha ha, thật xin lỗi, hắn Diệp Thần thật đúng là không đem cái gì Hướng ra coi ra gì. Cái này Hướng Dương cũng không xứng làm bạn hắn. Lần này, hội trường bên trong người cũng đều phải hít thở không thông à. 10 triệu à. Mà Hướng Dương nghe vậy sững sốt một chút, Diệp Thần mới vừa nói cái gì. 10 triệu. 10 triệu. Hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hiện tại. Coi như là hắn muốn tiếp tục ra giá, cũng không làm được. 10 triệu, chính là hắn cực hạn à. Tiếp tục tăng giá, hắn liền không ra nổi. Mà kịp phản ứng sau đó, tiếp theo, hắn liền giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh giống vậy giống như dã thú, gần như điên cuồng. Cả thân hơi thở cùng kiếm ý đều bắt đầu không bị khống chế vô hạn thả. Diệp Thần lại một chút xíu mặt mũi cũng không cho hắn giữ lại. Hắn Hướng Dương lúc nào nhận cái này loại làm nhục, liền 10 đại gia tộc truyền nhân, cũng không dám đối với hắn như vậy. Một mình ngươi thần hỏa học viện rác dưới, dám như thế đối với ta. Nháy mắt tức thì, người ở tại tràng đều là cảm giác thân tim run lên. Phảng phất có một cái âm hàn lưỡi dao sắc bén, nhắm ngay bọn họ sau lưng vậy. Tu vi kém một chút, thậm chí còn thấy được trước mắt thoáng qua vô số quỷ ảnh, tựa như mình đã chết, đi tới tu la địa ngục vậy. Trong miệng phát ra hoảng sợ thét chói tai. Hoàng Văn mới nhướng mày một cái, một cổ khí thế từ trên người hắn dâng lên, ngay lập tức liền đem Hướng Dương hơi thở tiêu trừ vô hình, mở miệng nói, Hướng công tử, mời khắc chế một chút.
Hắn thanh âm có chút lạnh, mà Hướng Dương cũng là giật mình một cái, ngay tức thì tỉnh táo lại, có chút kính sợ nhìn một cái Hoàng Văn Mới. Hoàng Văn Mới là chân chánh thái hư cảnh cường giả, vẫn là thần quốc thái hư cảnh cường giả. Mặc dù, Hướng Dương ở phong môn tồn tại bên trong, coi như là có vô cùng mạnh mẽ chiến lực, nhưng Hoàng Văn Mới nếu muốn Hướng Dương chết so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Mặc dù mới vừa rồi Hướng Dương bùng nổ có chút thất thố, nhưng, mọi người vậy rõ ràng hắn tại sao sẽ như vậy. Dẫu sao, mới vừa rồi Diệp Thần trực tiếp tăng gấp bội ra giá cũng đã không phải là không cho Hướng Dương mặt mũi. Mà là đem Hướng Dương cùng Hướng ra mặt, giữ trên mặt đất ma sát à. Hướng Dương nếu như còn có thể nhịn xuống, vậy thì không phải là Hướng Dương. Lúc này, Hướng Dương đã ngồi xuống, thần sắc khôi phục lạnh như băng, mà hắn trong mắt lúc này đã không có lửa giận các loại tâm tình. Có, chỉ có thấu xương tới cực điểm sát ý. Nhìn Hướng Dương thần sắc, mọi người trong lòng, cũng không khỏi lộp bộp một chút. Cái này Diệp Thần xong rồi. Cho dù hắn thật có thể càn quét chàng này buổi đấu giá, vậy muốn cân nhắc một chút, có thể hay không còn sống trở lại thần hỏa học viện. Mà phần lớn người, cũng không có cảm thấy Diệp Thần đáng thương, ngược lại cảm thấy hắn đây là đáng đời. Mặc dù, liền buổi đấu giá quy tắc mà nói, Diệp Thần, cái gì cũng không có làm sai. Nhưng, đây là linh võ đại lục à, vô cùng tàn khốc linh võ đại lục à, quy tắc, hữu dụng không? Quy tắc, đó là thành lập ở thực lực ngang hàng điều kiện tiên quyết à. Không có thực lực, còn dám lớn lối như vậy. Chờ đợi ngươi, chỉ có chết mà thôi, bất kỳ quy tắc cũng không cứu được ngươi. Trần Chi Phàm cũng là nhíu mày, mặt hiện vẻ ngưng trọng, một bên Lý Nghiên Hy cũng không nhịn được đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi như vậy cũng không tốt thu chàng. Phải không? Diệp Thần thờ ơ nhún vai một cái, không tốt thu chàng. Nếu như Hướng Dương không đúng hắn có chút ý tưởng gì khác, vậy thì thôi, nếu quả thật muốn tự tìm chết mà nói, cho dù sau lưng hắn là cái gì Hướng ra, Diệp Thần vậy chút nào sẽ không đối với hắn nương tay. 10 gia tộc lớn, rất giỏi lắm sao? Lý Nghiên Hy thấy Diệp Thần thần sắc, vậy thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Đây là, Hoàng Văn Mới cũng chính thức tuyên bố, hóa huyết kiếm bị Diệp Thần bắt lại, đồng thời, hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng có chút thay đổi. Vốn là, bởi vì Diệp Thần thân phận, hắn còn không thế nào nghiêm túc đối đãi Diệp Thần, hiện tại, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Thần ở nơi này trận buổi đấu giá sức nặng không thua gì 10 gia tộc lớn. Cho dù hiện tại Diệp Thần chỉ tốn hơn 10 triệu, đây là hắn nhiều năm chủ trì buổi đấu giá bồi dưỡng được trực giác. Mà Hướng Dương thì nhẹ nhàng phun ra giọng, tự an ủi mình, cái này rác dưới, ha ha, 10 triệu mua một bản hóa huyết kiếm, rất tốt, ta không tin ngươi tiếp theo còn có thực lực đấu giá những bảo vật khác. Hiện tại mới kiện thứ hai bảo vật mà thôi liền đem vốn phung phí không còn một mống, ngu xuẩn. Đồng thời, hắn đáy lòng vậy dâng lên sát ý. Diệp Thần để cho hắn thành mọi người trò cười, để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn làm sao sẽ từ bỏ ý đồ đâu. Thậm chí, hắn mơ hồ đều có chút mong đợi Diệp Thần có thể vỗ xuống càng nhiều bảo vật. Như vậy, cùng hắn giết chết Diệp Thần sau đó, những thứ này không cũng là của mình sao? Rất nhanh. Liền bắt đầu kiện thứ ba hàng hóa đấu giá, kiện thứ ba hàng hóa, là thần quốc sản xuất cực phẩm chân thần khí, đến gần thánh binh. Là một chuôi có khí linh hàn băng thuộc tính cực phẩm trường kiếm, tên là Trời Hàn Nhận. Ngày này Hàn Nhận thi triển công kích, sẽ tự mang một loại kinh khủng hàn độc. Ở bán đấu giá xong hóa huyết kiếm võ sau đó, bán ra một chuôi cực phẩm thần kiếm, cũng coi là thiên thần buổi đấu giá tính toán nhỏ nhặt, vỗ xuống hóa huyết kiếm người. Đối với ngày này Hàn Nhận chắc sẽ có hứng thú không nhỏ. Có khí linh cực phẩm chân thần khí, ở linh võ đại lục, cũng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn từ mang hàn độc. Ngày này Hàn Nhận, ở cực phẩm thần khí bên trong vậy coi là cường đại. Mà đây chuôi thiên Hàn Nhận giá khởi đầu 3 triệu thần vân thạch. Quách Vinh thấy vậy chính là trước mắt sáng lên. Mặc dù, kiếm pháp của hắn cũng không phải là cường hạng. Nhưng cái này chuôi thiên Hàn Nhận cùng hắn công pháp và thể chất là vô cùng là phù hợp à. Đến trên tay hắn, Quách Vinh có thể xác định, mình thực lực ít nhất có thể tăng lên đến một cái 20%. Lúc này, Quách Vinh liền trầm giọng nói, 350 vạn thần vân thạch. Đồng thời, hắn đứng dậy,
mặt nở nụ cười hướng về phía người ở tại tràng ôm quyền nói, tại hạ Quách Vinh, chắc hẳn các vị đều biết ta chứ. Hi hi, chuỗi này Thiên Hàn nhận ta hết sức hài lòng, còn hy vọng các vị có thể bán Quách Mỗ một cái mặt mũi. Mọi người thấy vậy, trong lòng hơi rét một cái. Quách Vinh người này, vốn là không việc gì quá lớn bối cảnh, nhưng người này thủ đoạn giao thiệp, có thể nói là vô cùng là thượng thừa. Rất nhanh liền bằng vào thực lực bản thân đánh vào linh võ đại lục cao cấp vòng, và rất nhiều công tử ca, nhân vật nổi tiếng, đều được bằng hữu. Hơn nữa, chủ yếu nhất phải, người này tâm cơ đặc biệt sâu nặng, hơn nữa cổ tay tàn nhẫn cực kỳ. Đã từng, một người xuất thân thế lực cao cấp thiếu gia, và Quách Vinh xảy ra mâu thuẫn, lúc ấy Quách Vinh nhịn. Nhưng là, 3 năm sau đó, tên này thiếu gia một lần đi ra ngoài dạo chơi sau đó, liền cũng không trở về nữa. Vậy thế lực cao cấp dưới sự kinh hãi, toàn lực lục soát, nhưng thủy chung không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Chỉ là mơ hồ, tựa hồ và Quách Vinh có một chút liên lạc. Nhưng lúc này Quách Vinh đã hoàn toàn leo lên Bắc Hải Từ gia. Nếu là không có thực tế chứng cớ, cái này thế lực cao cấp, căn bản không nhúc nhích được Quách Vinh. Có câu nói thật tốt, chân không không sợ mang giày. Nếu quả thật đắc tội cái này Quách Vinh, hoặc là, liền được đem hoàn toàn trừ đi, hoặc là, mình phiền toái có thể nói là vô cùng vô tận. Quách Vinh một cái người cô đơn, mặc dù và Từ gia có nhất định quan hệ, nhưng là, dù sao không phải là Từ gia người, người không có cách nào đối với thế lực sau lưng hắn làm áp lực, nhưng là, hắn nếu là muốn ghim người nói, cho dù là thế lực cao cấp, vậy sẽ rất phiền. Thấy mọi người thần sắc, Quách Vinh bất kinh khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếm. Đối với những người này tâm lý, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Bất quá, 4 thế lực lớn người, dĩ nhiên là sẽ không sợ sợ Quách Vinh, bọn họ thế lực quá khủng bố, Quách Vinh nếu là đúng lên, cũng chỉ có chết, Từ gia vậy không bảo vệ được hắn. Nhưng Quách Vinh biết, cực phẩm chân thần khí, đối với 10 gia tộc lớn mà nói, nhưng là không có chân quý như vậy, cho dù là dùng kiếm hướng dương. Vũ khí trong tay hắn liền không kém chút nào Thiên Hàn nhận. Cho nên rất lớn tỷ lệ sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Quách Vinh âm thầm đắc ý, mình một phen, liền vì mình tỉnh không thiếu tiền, mặc dù hắn lần này tới buổi đấu giá, cũng mang tới Từ gia tài sản, thay thế Từ Thắng là Từ gia đấu giá bảo vật, nhưng hắn tài sản của mình, cũng chỉ 4 triệu không tới 5 triệu thần vân thạch mà thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa nói, 7 triệu. Mọi người hiện tại, đều có chút thói quen, quả nhiên, lại là Diệp Thần. Người khác có thể sẽ sợ hãi cái này Quách Vinh, dẫu sao những công tử ca này thói quen liền cân nhắc các phe tất cả mặt lợi ích cùng được mất, có thể Diệp Thần, nhưng không sợ. Quách Vinh nếu là thật sẽ đối hắn hoặc là Thần Hỏa Học Viện, Huyền Nguyệt Tông cùng ra tay, Diệp Thần có lòng tin nhất định có thể đem hắn giết chết. Còn như ngày này Hàn Nhận, mặc dù hắn đã có thú hủ kiếm, nhưng... hắn hóa thân cũng cần một chuôi vũ khí, ngày này Hàn Nhận không tệ. Quách Vinh nhìn một cái Diệp Thần, ngược lại không có xem hướng dương như nhau ngay tức thì nổi cáu, chỉ là trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, liền ngồi xuống. Diệp Thần nhận Thiên Hàn Nhận, trong mắt không khỏi thoáng qua một chút suy tư vẻ. Hiện tại Từ Vọng Thần lâu nơi đó có được bán ra hồn khí thu vào, cộng thêm bản thân mình góp nhặt tài sản, hắn toàn bộ tài sản. Còn lại hơn 80 triệu tả hữu thần vân thạch, dẫu sao, hắn đánh chết 2 người thần Huyền Tông đệ tử, đều là xuất từ thần quốc gia tộc, cũng coi là xuất thân không tệ. Mà còn có 10 kiện hàng hóa, không có bán đi ra chứ, mặc dù trực tiếp gấp bội, dùng tài lực nghiền ép người khác cảm giác rất thoải mái, nhưng là, xem ra mình vậy được hơi khiêm tốn một chút. Hơn nữa, khiêu khích mình Quách Vinh và Hướng Dương, đều đã bị hắn nghiền ép, đối với những người khác. Cũng không cần như vậy không nể mặt. Tiếp theo, Hoàng Văn mới tiếp tục đấu giá trước, ra sân bảo vật có, đối với thể chất có tăng lên cực phẩm thần dược, một món không biết từ nơi nào lấy ra ra thần tính tinh hoa, một khối có thiên ma hơi thở xương thú, một kiện có tuyệt mạnh sát ý chập chờn, có thể giúp người sử dụng, lĩnh ngộ sát ý cảnh giới thần bí tinh thạch, mà những vật phẩm này, lại là không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị Diệp Thần nơi bao lãm. Mà Diệp Thần trong lòng cũng là đại hỷ, mặc dù vỗ xuống những thứ này, lại tốn hơn 10 triệu thần vân thạch, nhưng, hắn cảm thấy rất đáng. Những thứ này, trừ vậy thần dược có thể đối với người khác mà nói rất chân quý,
nhưng cũng không thể trực tiếp tăng lên thực lực, có thể Diệp Thần không giống nhau à? Có mấy dạng này bảo vật, hắn thực lực, vừa có thể trực tiếp lên tăng một phen. Mà coi như vậy thần dược, người bình thường có thể đều được thái hư cảnh mới có thể mở mới luyện hóa hấp thu, còn như Diệp Thần cũng chưa có băn khoăn như vậy, cho dù lại hơn 10 viên, lấy hắn thể chất đều có thể hấp thu cho ngươi xem. Vậy may như vậy, những thứ này vỗ xuống tới, mới xài hơn 10 triệu, dưới mắt Diệp Thần còn dư lại hơn 70 triệu, mà còn dư lại món đồ đấu giá, chỉ còn lại 6 món. 13 kiện bảo vật, Diệp Thần đã một mình bao lãm trước 7 món à. Quá kinh khủng. Mọi người thậm chí cũng có chút thác loạn, không biết là không phải trời thần buổi đấu giá dị thú pho tượng xảy ra vấn đề, thế nào còn không có bắt đầu báo cảnh sát. Diệp Thần hiện tại xài mau 30 triệu thần vân thạch à. Mấy chữ này đều cơ hồ vượt qua tất cả mọi người tại chỗ phạm vi thừa nhận. Mà hắn còn một bộ thành thạo hình dáng. Tất cả mọi người có chút chấn động tùng. Mà trong đó một số người, đặc biệt là bước lên huyền bảng hạng gần trước người, đều đã bắt đầu ánh mắt chớp động, có chút không có hảo ý nhìn Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần chỉ có tinh khiếu tu vi, bây giờ Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ chính là một đầu mập đến không thể lại mập dê béo mập liền à. Chỉ là Diệp Thần bây giờ được những bảo vật này, bắt được linh võ đại lục bên trên, nhưng mà hoàn toàn đủ để cho những cái kia thái hư cảnh cường giả, cũng là điên cuồng. Cho dù Trần Chi Phàm biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng hắn ánh mắt bên trong, vẫn tràn đầy vẻ lo âu, đây cũng không phải là một cái hai cái phong môn cường giả đỉnh phong à, cũng không phải thông thường thiên tài yêu nghiệt à, đều là bước lên huyền bảng siêu cấp yêu nghiệt. Những người này nếu như liên hiệp, đó chính là một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Vượt xa thái hư, có thể Diệp Thần, vẫn còn là một bộ bình tĩnh hình dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy hắn bây giờ thực lực, những người này còn chưa đủ xem. Tại chỗ chân chính có thể uy hiếp được hắn, phỏng đoán cũng chỉ Hoàng Văn mới, hơn nữa, cho dù đối mặt Hoàng Văn mới, mặc dù có thể không cách nào chiến thắng hắn, nhưng Diệp Thần cũng có rất lớn chắc chắn có thể bình yên chạy khỏi. Hắn bây giờ chính là như thế nghịch thiên. Tiếp theo, Hoàng Văn mới lại đấu giá mấy kiện hàng hóa, cái này mấy kiện, Diệp Thần nhưng chỉ là hơi tranh đoạt một chút, liền buông tha. Đây cũng không phải bởi vì hắn tiền vốn chưa đủ, mà là bởi vì những thứ này đối với hắn chỗ dùng không lớn. Một kiện lôi hệ vũ khí đặc biệt, vật này đi qua một phen tranh đoạt, bị Lương Khâu lấy 1.900 triệu giá cả, lấy vào tay bên trong, đạt được chuôi này vũ khí đặc biệt sau đó. Lương Khâu cũng là một phen cười khổ, mặc dù thành công lấy tới tay, nhưng là hắn mang tới tiền vốn vậy cơ hồ xài hết, không có tư cách cạnh tranh phía dưới mấy kiện bảo vật. Khác một món bảo vật, chính là một tòa thượng cổ bầy trận dụng cụ, mà đây một kiện, thì lấy 15 triệu giá cả, bị một người phong môn đỉnh cấp ông già bắt lại. Theo Trần Chi Phàm theo như lời, cái này ông già đến từ một cái tên là lánh đời sẽ thế lực cao cấp, cái thế lực này cũng không phải là một cái đơn độc tông môn. Mà là mấy cái đặc biệt cổ xưa tông môn liên hiệp tạo thành, mấy cái này từ thời đại thượng cổ chính là quan hệ với nhau tốt vô cùng tông môn, đến hôm nay cơ bản có thể coi như là hòa làm một thể. Mà tại chỗ mấy tên bước lên huyền bảng thiên tài, đều là tới từ cái này lánh đời sẽ. Cho nên để tông môn, bọn họ cũng coi là nghiêng hắn tất cả, đem mình tiền vốn cũng chuyển nhường cho ông cụ này. Mặc dù, Diệp Thần không có bắt lại tất cả bảo bối. Bất quá hắn ngược lại cũng không tính là vi phạm mình ở từ thắng trong tiệc rượu nói. Dẫu sao, bất luận là Lương Khâu, vẫn là lánh đời sẽ người, cũng không có tham gia từ thắng tiệc rượu. Ngay tại buổi đấu giá như dầu sôi lửa bỏng tiến hành thời điểm, khoảng cách đảo Phi Lôi ngàn xa vạn dặm một nơi núi rừng bên trong, có một đạo độn quang rơi xuống. Mà ở núi rừng bên trong, có một tòa thiên nhiên hang đá bên trong, cũng không phải tưởng tượng vách đá. Hang đá bên trong, chim hót hoa thơm, linh khí đậm đà, thậm chí bầu trời bên trong, mây trắng đoá đoá, liệt nhật cao treo, cái này nơi nào giống như là cái gì hang đá, thật là giống như là một cái thế giới khác à. Mà ở cái này tựa như thế ngoại đào viên giống vậy thế giới bên trong, có một người mặc đạm nhã thanh bào, đầu đầy bụi đất mái tóc dài màu trắng, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan đường danh thâm thúy, một cặp tròng mắt lại là hoàn toàn phơi bày màu trắng bạc vẻ. Chỉ có con ngươi là màu vàng kim thanh niên, đang nhàn nhã tái máy trước mặt đàn cổ. Đây là, cách đó không xa một đạo thân ảnh chớp mắt,
một người dung nhan tuyệt đẹp, thần sắc nhưng có chút mất tự nhiên, lạnh như băng, cứng ngắc, thật là giống như người chết vậy, để cho người cảm thấy đặc biệt quỷ dị thiếu nữ, đi tới thanh niên trước người, cung kính hướng về phía thanh niên hành lễ nói. Chủ nhân, có một người tự xưng Từ gia thái thượng trưởng lão từ nghệ thái hư cảnh tồn tại, ở ngoài động cầu gặp. À, thanh niên kia nghe vậy, dừng lại khải đàn, thần sắc bây giờ hiện ra một chút nghiền ngẫm, trầm ngâm chốc lát sau đáp, có chút ý tứ, để cho hắn vào đi. Ừ, rất nhanh, một người thần sắc uy nghiêm, dưới hàm xúc trước ba chòm râu dài người đàn ông trung niên liền theo vậy thần sắc cổ quái thiếu nữ đi vào. Cái này đến từ linh võ đại lục 10 lớn một trong những gia tộc Bắc Hải Từ gia thái hư cảnh cường giả, lúc này nhìn như lại lộ vẻ được có một ít khẩn trương. Rất nhanh, cô gái kia dẫn Từ Nghệ, đi tới thanh niên trước mặt. Thanh niên kia thần sắc nhàn nhạt, đối mặt cái này thái hư cảnh cường giả lại chưa từng có hơn biểu thị, chỉ là mỉm cười nói, Từ trưởng lão, ngươi làm sao tới. Mà Từ Nghệ, lại là biểu hiện được đặc biệt lễ độ. Hắn hướng về phía thanh niên trịnh trọng chắp tay nói, lỗ mãng quấy dày, xin vô danh công tử thứ lỗi. Từ Nghệ lại trước là đối thanh niên này nói xin lỗi. Thật là không tưởng tượng nổi. Phải nói tại sao, là bởi vì là thanh niên này nhìn như bất quá là phong môn đỉnh cấp cũng hoặc là nửa bước thái hư tu vi à. Mà Từ Nghệ đâu, không chỉ có đến từ Bắc Hải Từ gia, lại là thái hư cảnh cường giả, nếu hắn lại đi vào trước, còn đặc biệt thông báo qua. Có thể nói là lễ phép đúng chỗ, nhưng mà hiện tại vẫn còn sẽ đối trước thanh niên nói áy náy. Cái này vậy chỉ sẽ phát sinh tại hạ vị người cầu gặp cấp trên thời điểm à, dưới mắt nhưng là hoàn toàn lật quay lại. Để cho người cảm thấy hoang đường không dứt. Mà vậy mắt bạc kim đồng chàng thanh niên, chính là tùy ý khoát tay áo nói, không sao, ta đang nhàm chán đây. Từ Nghệ nghe vậy, lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục nói, vô danh công tử. Ta lần này tới, là có là một muốn nhờ. À, lần này cái này được gọi là vô danh thanh niên, tới thật hứng thú, hắn ngưng mắt nhìn Từ Nghệ nói, Từ trưởng lão, cầu ta hỗ trợ cần gì giá phải trả ngươi hẳn rất rõ ràng chứ. Từ Nghệ bị chàng thanh niên đưa mắt nhìn ngay tức thì, trong lòng lại là chợt cảm nhận được một cổ cực lớn áp lực. Thậm chí cũng không nhịn được, nuốt từng ngụm nước bọt. Một người còn chưa bước vào thái hư tồn tại, lại ước chừng một mắt. Sẽ để cho một người thái hư cường giả cảm nhận được kinh khủng như vậy áp lực. Thật là không tưởng tượng nổi. Mà Từ Nghệ cũng không khỏi âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên, tin đồn xem ra là thật, người này tu vi yếu hơn ta, nhưng thật sự có vượt qua thái hư cảnh thực lực. Tên này mắt bạc kim đồng nam tử chính là bước lên huyền bảng xếp hạng thứ nhất thần bí thiên tài, bởi vì không có ai biết hắn tên chữ, cho nên được gọi là vô danh công tử. Cho tới nay, ở Linh Võ Đại Lục, những cái kia thân phận hiển hách thái hư cường giả bây giờ liền lưu truyền một cái truyền thuyết, đó chính là bước lên huyền bảng đệ nhất vô danh công tử, có áp đảo bọn họ thực lực. Mà đây tên vô danh công tử, cơ hồ không cùng người bất kỳ tiếp xúc, thậm chí, biết hắn chỗ ở người, cũng chỉ có le que mấy người mà thôi, cái này mấy người chính là linh võ đại lục trong 10 đại gia tộc thái hư cảnh cường giả. Có lúc, vô danh công tử sẽ cùng 10 đại gia tộc cường giả làm một ít giao dịch. Nói cách khác, chỉ có linh võ đại lục, bất luận thực lực vẫn là bối cảnh cũng đạt tới chân chính đỉnh phong người, mới có tư cách cùng hắn lui tới. Mà trước đây thật lâu, vô danh công tử liền lập được một cái quy củ. Như có chuyện gì, muốn mời hắn ra tay, có thể. Nhưng là, có hai cái điều kiện. Thứ nhất, chuyện này nhất định phải đủ để cho hắn cảm thấy hứng thú, thông thường đấu tranh quyền lực vân. Vân, hắn là sẽ không quản. Thứ hai, nếu là muốn để cho hắn ra tay, liền muốn giao ra mình vị trí thế lực, một năm quyền khống chế. Có ý gì? Chính là, nếu như Từ Nghệ muốn để cho vô danh ra tay, như vậy tiếp theo một năm thời gian, Từ gia trên thực tế chính là vô danh. Thậm chí liền hai người thái hư cảnh thái thượng trưởng lão, và thái hư cảnh Từ gia gia chủ, đều phải nghe lệnh y. Dĩ nhiên. Vô danh vậy sẽ không thật nói lên để cho Từ gia tự sát tập thể loại để cho Từ gia người căn bản không cách nào tiếp nhận yêu cầu. Bất quá, vậy không nên coi thường cái này một năm à. Một năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Đặc biệt là đối với Từ gia như vậy cao cấp nhà giàu có mà nói, thậm chí lật đổ toàn bộ linh võ thế lực của đại lục bản đồ cũng không phải là không thể. Từ Nghệ nghe vậy,
hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một chút kiên quyết vẻ nói, vô danh công tử, ta rõ ràng, sau khi chuyện thành công, kế tiếp một năm, ta Từ gia chỉ công tử làm thủ lãnh. Đây cũng là, hắn trước khi tới và Từ gia cái khác người nắm quyền thương lượng xong sự việc. Vô danh gật gật đầu nói, ừ, ngươi nói đi, bất quá, nếu như quá nhàm chán sự việc, ta là sẽ không xuất thủ. Từ Nghệ nghe vậy vui mừng, vô danh như thế nói, đối với Từ Nghệ mà nói, chuyện này căn bản là coi như là thành. Bởi vì, hắn có thể bảo đảm, chuyện này vô danh sẽ cảm thấy đặc biệt thú vị. Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Từ Nghệ trong mắt bên trong, thoáng qua một chút phiền muộn lửa giận, mở miệng nói, chuyện là như vậy, ta tôn nhi Từ Thắng, hôm qua, bị người đánh thành trọng thương, cho nên ta muốn mời công tử ra tay thay ta giết người nọ. Vô danh nghe vậy, nguyên bản còn mang một chút cảm thấy hứng thú thần sắc trên gương mặt, lập tức toát ra một cổ lạnh ý, không vui nói, liền loại chuyện này vậy cầm tới phiền ta. Từ trưởng lão, ngươi sẽ không là cầm ta làm cái gì đả thủ chứ? Từ Nghệ nghe vậy, sắc mặt liếc một phần, vội vàng cúi đầu xuống giải thích, công tử hiểu lầm. Ta vẫn chưa nói hết, người này rất đặc thù, hắn tu vi rất thấp, bất quá là một người tinh khiếu võ giả. Nhưng ta Từ gia cũng rất khó khăn làm gì được người này. Từ gia là vì sao nhóm thế lực, rất nhanh liền đem Diệp Thần tư liệu góp nhặt phần lớn. Chỉ cần là đủ thực lực cường giả, cũng có thể cảm giác được Diệp Thần trên người dấu vết, tự nhiên không lừa được Từ gia. Ừ, vô danh ánh mắt sáng liền một phần, có chút ý tứ, nói tiếp, các ngươi vì sao không cách nào làm sao hắn đâu. Bởi vì, người này có thần quốc dấu vết. Vô danh trong mắt sạch bóng chớp mắt, nói, thì ra là như vậy, nói như vậy, thái hư cảnh cường giả nhưng là không thể tùy ý đối với người này ra tay, bất quá, các ngươi Từ gia không thiếu khác cường giả chứ. Đối phó một người tinh khiếu tồn tại, còn cần ta ra tay. Từ Nghệ nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ, đáp, khó thì khó ở chỗ này, thằng nhóc này không biết chuyện gì, quỷ dị rất, thật là không thể theo lẽ thường để đối đãi, một thân thực lực, có thể nói nghịch thiên. Thậm chí đều phải vô địch tại phong môn cảnh. Cái gì, lần này, liền liền là vô danh vậy rốt cuộc lộ vẻ xúc động dậy rồi. Một đôi mắt bạc bên trong vậy mơ hồ thoáng hiện ra vẻ hưng phấn. Có ý tứ, quá có ý tứ. Tinh khiếu cảnh giới, có thể địch phong môn đỉnh cấp. Ha ha, nguyên bản hắn còn lấy là loại chuyện này chỉ có mình có thể làm được đâu. Bây giờ nhìn lại cái thế giới này còn có rất nhiều không biết không phải sao. Nhưng cái này cái không biết, hắn mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà cũng không hy vọng tồn tại à. Vô danh con người màu vàng bên trong, chợt bộc phát ra một hồi sắc bén. Cái này linh võ đại lục, chỉ cần có hắn một cái vạn cổ yêu nghiệt liền vậy là đủ rồi, nhiều không tốt, cho tới nay trừ đi thần quốc, chính hắn trên thực tế đều ở đây ảnh hưởng toàn bộ linh võ đại lục thượng lưu vòng. Nói linh võ đại lục thượng lưu vòng là ở hắn nắm trong tay dưới cũng không quá đáng. Mà Từ Nghệ trong miệng thiên tài xuất hiện, để cho vô danh cảm thấy một chút biến số. Hắn mặc dù không thích quá mức nhàm chán đồ, có thể cho phép nhất định biến số, nhưng, cái này biến số phải là hắn có thể nắm trong tay tồn tại. Ví dụ như, nếu như người này mặc dù chỉ có tinh khiếu tu vi, nhưng mà có tương đương phong môn sơ kỳ thực lực, cũng coi là đặc biệt kinh khủng thiên tài, thế nhưng vẫn còn ở vô danh có thể tiếp thụ trong phạm vi. Hắn mặc dù sẽ đối với Diệp Thần có hứng thú, nhưng mà cũng sẽ không tiếp nhận Từ gia thỉnh cầu, mà là sẽ tự mình đối với cái này Diệp Thần xem xét một phen, suy nghĩ thêm như thế nào đối đãi hắn. Có thể tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, một cái ở tinh khiếu cảnh, liền có thể đứng ở phong môn đỉnh cấp thiên tài, đã để cho vô danh cảm thấy một chút không cách nào bả khống nguy hiểm. Cho nên, phải đem cái này không xác định tính bóp chết ở manh nha bên trong. Tử vong đang cấp tốc lan tràn. Vô danh trầm ngâm chốc lát sau đó, ngẩng đầu lên, đối với Từ Nghệ cười nói, được, ta nguyện ý là Từ gia ra tay, người này tên gọi là gì? Từ Nghệ trong mắt, thoáng qua một đạo vẻ mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi trả lời, người này tên là Diệp Thần, bây giờ đang ở đảo Phi Lôi tham gia thiên thần buổi đấu giá. Mà lúc này, ở phòng đấu giá thiên thần bên trong, Hoàng Văn mới mặt đầy nụ cười tuyên bố. Nếu là không có người ra giá, cái này cái linh nguyên đan, chính là cái vị công tử này. Cái vị công tử này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần,
Cái này cái linh nguyên đan là một quả hàm chứa vô cùng tinh khiết linh khí nửa bước thái hư cấp đan dược, có thể nói cơ hồ không có tác dụng phụ tăng lên phong môn cảnh võ giả tu vi, đối với người ở tại tràng tự nhiên cũng là lớn là hữu dụng vật. Có thể cuối cùng vẫn bị Diệp Thần bắt lại. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều đã mang theo lửa giận cùng uy nghiêm, đồng thời, còn có sâu đậm rung động. Diệp Thần hiện tại nhưng mà một mình bao lãm 8 kiện bảo vật à. Xài hơn mấy triệu thần vân thạch à. Tên này rốt cuộc là có nhiều có tiền à. Bất quá, Diệp Thần vẫn một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Hoàng Văn mới ho khan một tiếng nói, tiếp theo, đã đến chúng ta lần đấu giá này sẽ, áp chục 3 kiện bảo vật đăng tràng, các vị. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Không ít người thần sắc rung lên, bọn họ trước cái gì vậy không cướp được, hiện tại, cơ hội chắc đến phiên mình liền chứ. Vậy Diệp Thần coi như có tiền đi nữa, hiện tại cũng hẳn đến cực hạn chứ. Nhìn mọi người không kịp đợi ánh mắt, kỳ bào thiếu nữ trực tiếp đem bạch bố vén lên, trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ánh sáng rực rỡ lóng lánh, đi đôi với một cổ sóng nhiệt, đập vào mặt. Hoàng Văn mới nói, vật này, tên là Uẩn Linh Châu, có thể gia tăng đối ứng thuộc tính lực lượng, mà đây cái Uẩn Linh Châu, đối với tu luyện thuộc tính lửa công pháp người mà nói, có thể nói là vô thượng chí bảo. Giá quy định 5 triệu thần vân thạch. Diệp Thần và Lý Nghiên Hy, thấy cái này Uẩn Linh Châu lúc đó, ánh mắt đồng thời sáng lên. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn bây giờ muốn luyện hóa viêm bia, liền cần phải tăng cường thuộc tính lửa đồ. Lý Nghiên Hy lúc này hô, 10 triệu. Mà những cái kia nguyên bản đang chuẩn bị ra giá người, nghe được Lý Nghiên Hy thanh âm, đều là ánh mắt lẫm liệt, do dự một chút vẫn là trầm mặc. Những người này thân là nhân vật nổi tiếng cao cấp, đối với Lý Nghiên Hy cũng không xa lạ gì, cũng từng cùng Lý Nghiên Hy cùng chung đã tham gia rất nhiều cao cấp buổi đấu giá. Mà Lý Nghiên Hy thân là Đông Lâm Lý gia tiểu thư, đừng xem nàng ngoài mặt tùy tiện, thật ra thì bên trong tim bên trong vô cùng là mạnh hơn. Lý Nghiên Hy ánh mắt cực cao, nếu như coi thường đồ, vậy sẽ không ra tay, nhưng là làm nàng nhìn chúng vật nào đó lúc là vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay. Cho nên những người này cũng tự nhận là, cái này Uẩn Linh Châu nhất định là Lý Nghiên Hy, như vậy hiện tại ra giá nữa không chỉ có cái gì cũng không có được, còn sẽ đắc tội liền Lý gia tiểu thư, cần gì chứ? Hoàng Văn mới thấy mọi người yên lặng, cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Thật ra thì Đông Lâm Lý gia cùng phòng đấu giá thiên thần cũng có nhất định cùng xuất hiện, mà phụ trách cùng Lý gia lui tới người, chính là Hoàng Văn mới, ở Lý Nghiên Hy lúc còn rất nhỏ, Hoàng Văn mới liền gặp qua nàng, nhiều ít đối với Lý Nghiên Hy có chút cảm giác thân thiết. Hắn biết Lý Nghiên Hy tu hành có một môn võ, tên là Phượng Vũ Kiếm, truyền từ thần quốc, mà nàng sử dụng vũ khí chính là một chuôi thuộc tính lửa cực phẩm chân thần khí, nếu như đem cái này Uẩn Linh Châu dung nhập vào trong đó. Chuôi này thần khí thậm chí có thể phát sinh đột phá, lên cấp đến nửa bước thánh binh. Như vậy tới một cái, Lý Nghiên Hy thực lực đem sẽ chỉ ít tăng lên 20%. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần mở miệng lần nữa. 15 triệu. Diệp Thần không có trực tiếp gấp bội, tới một cái hắn còn muốn tranh đoạt còn dư lại 2 kiện bảo vật. Thứ hai hắn đối với Lý Nghiên Hy ấn tượng cũng xem là tốt, không phải làm như vậy hoàn toàn. Lý Nghiên Hy nhướng mày một cái, nhưng cũng là lập tức mở miệng nói, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 20 triệu. Diệp Thần ra giá đến 20 triệu, Lý Nghiên Hy vậy có chút khẩn trương, cái này cái Uẩn Linh Châu thật đối với nàng rất trọng yếu. Liền Hoàng Văn mới, đều là nhíu mày, cảm thấy Diệp Thần làm có hơi quá. Quá không nể mặt. Thậm chí liền linh võ đại lục nhất là cao cấp thế lực Đông Lâm Lý gia cũng không cho mặt mũi. Lý Nghiên Hy nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần mắt đẹp bên trong mơ hồ hiện ra một chút thỉnh cầu ý, cái này còn là nàng lần đầu tiên trong đời đối với người khác như vậy. Lý Nghiên Hy không khỏi được mở miệng nói, Diệp Thần, cái này Uẩn Linh Châu, đối với ta rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta. Rồi sau đó, lần nữa ra giá nói, 25 triệu. Mọi người thấy Lý Nghiên Hy hình dáng, là thật có chút trợn tròn mắt à. Nếu như nói, hướng dương đối với Diệp Thần nhượng bộ, còn mang uy hiếp, Lý Nghiên Hy, liền là thật thỉnh cầu à. Cái này cho tới nay, ở trong lòng mọi người, đều là cao không thể leo tới đệ nhất gia tộc con gái, lại đối với người khác thỉnh cầu. Đột phá 20 triệu,
Mấy con số này, người ở tại tràng, trừ Lý Nghiên Hy đã không người cầm ra được. Mà mấy con số này, cũng là Lý Nghiên Hy cực hạn. Đây là, Hướng Dương Thần sắc động một cái nói, Nghiên Hy, ta nơi này còn có 10 triệu, có thể cho ngươi. Bất quá, Lý Nghiên Hy nhưng lắc đầu nói, không cần. Nàng gần đây, không thích mượn đồ người khác. Thật xin lỗi, Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, đối với ta vậy rất trọng yếu. Nếu như những bảo vật khác mà nói không chừng hắn còn có thể nhường một chút, nhưng cái này Uẩn Linh Châu đối với hắn tăng lên huyền diễm phẩm cấp cực kỳ trọng yếu. 26 triệu. Diệp Thần lời vừa nói ra, trong phòng đấu giá là thật yên tĩnh. Hiện tại Diệp Thần còn có thể cầm cho ra 26 triệu. Hắn đều đã xài bao nhiêu à? Cái này là hoàn toàn không đem tiền làm tiền à? Bình thường, bọn họ đều là ở trước mặt người khác khoe giàu nhân vật, có thể hiện tại lần đầu tiên trong đời, liền những thứ này nhân vật nổi tiếng, công tử, cảm giác mình bị đả kích. Bị Diệp Thần khoe giàu hành vi đả kích. So với Diệp Thần, bọn họ đã từng là những cái kia coi là cái gì khoe giàu à? Cuối cùng, Uẩn Linh Châu vẫn là rơi xuống Diệp Thần trong tay. Mà Lý Nghiên Hy chau mày, nàng tu võ tư chất cực cao, lại xuất thân linh võ đại lục cường đại nhất gia tộc, đời người cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua giống như bây giờ cảm thụ, mắt đẹp bên trong là sâu đậm thất lạc cùng tiếc nuối. Nhưng đột nhiên bây giờ, Lý Nghiên Hy thần sắc động một cái, chân mày lần nữa giãn ra. Bởi vì, nàng chú ý tới một chuyện. Nàng chú ý tới người ở tại tràng, nhìn Diệp Thần thần sắc. Kế tiếp hai kiện vật phẩm, một kiện là có thể tăng lên người sử dụng thần hồn cường độ thiên hồn quả bị Diệp Thần lấy 1.900 triệu giá cả bắt lại. Cái này còn là một ít cao cấp thiên tài công tử nhà giàu bởi vì chân thực không chịu nổi, dưới sự liên thủ kết quả, nhưng lập tức khiến cho những người này liên thủ, bọn họ tiền chung vào một chỗ còn chưa đạt tới Diệp Thần. Sau cùng áp trục vật, chính là một đạo không người có thể trấn áp Thanh Liên yêu hỏa. Đừng nói ở linh võ đại lục. Thậm chí ở thần quốc đều là quý trọng tồn tại. Vật này đối với lửa đã tu luyện nói là cao nhất chí bảo. Hơn nữa, thuần độ, cao đến làm người ta sợ hãi trình độ. Cái này Thanh Liên yêu hỏa vừa ra, người ở tại tràng cũng hoàn toàn điên cuồng. Không thiếu gia tộc, thiên tài, lần này cơ hồ là toàn bộ phòng đấu giá người, đều phải liên hiệp chung nhau đấu giá tranh đoạt cái này Thanh Liên yêu hỏa, chỉ cần có thể chia được một tơ cũng đủ à. Nhưng, tất cả mọi người đều không nghĩ tới phải, coi như vậy, cái này Thanh Liên yêu hỏa, vẫn bị Diệp Thần lấy 42 triệu giá cả, cơ hồ giá trên trời bắt lại. Diệp Thần trong con ngươi thiêu đốt nóng bỏng. Cái này Thanh Liên yêu hỏa là hắn chuyến này nhất thứ cần. Tuyệt đối không cho phép người bất kỳ bắt lại. Làm một người kêu hạ 22 triệu thời điểm, Diệp Thần liền trực tiếp kêu xuống 4.200 vạn. Ước chừng tăng lên 20 triệu. Tại chỗ rất nhiều cao cấp nhà giàu có, căn bản không có người có thể lấy ra như vậy giá cả. Diệp Thần trong mắt khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Nếu là có người tăng giá nữa, hắn không ngại cao hơn. Vật này, phải thuộc về hắn. Đây là luyện hóa viêm bia duy nhất có thể. Đi ra thiên thần buổi đấu giá cửa, Diệp Thần không khỏi một hồi tinh thần sảng khoái, mặc dù hắn lần này cơ hồ đem tiền trên người toàn bộ xài hết. Nhưng hắn lấy được bảo vật, đối với mình chân thực quá hữu dụng à. Chỉ cần có thể đem những bảo vật này toàn bộ hấp thu, luyện hóa, như vậy, hắn vậy có tiến vào thần quốc vốn liếng chứ. Số tiền này hoa được quá đáng giá. Bất quá, Diệp Thần bên cạnh Trần Chi Phàm, nhưng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, Diệp Thần, có chút nguy rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tự nhiên biết Trần Chi Phàm là chỉ cái gì. Ở mình sau lưng đã có mấy chục đạo sát ý, đang ngưng tụ. Bất quá, Diệp Thần nhưng chỉ là đối Trần Chi Phàm nói, nguy rồi. Ha ha, quả thật có chút nguy rồi, vốn là cái này đảo phi lôi lên cảnh sắc không tệ, ta còn muốn ở chỗ này hơn chơi hai ngày lại đi, bây giờ nhìn lại ngây ngô không được. Vừa nói, hắn hướng về phía sau lưng đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm mình, sợ mình lưu những cái kia nhân vật nổi tiếng, những thiên tài cười nói, các vị. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nhìn như vậy một cái người đàn ông, các ngươi chưa thấy được buồn nôn, ta còn cảm thấy buồn nôn đây. Diễu cợt. Trần Chuồng diễu cợt. Diệp Thần đến lúc này lại vẫn dám khiêu khích bọn họ.
Hướng Dương sắc mặt âm trầm đều phải nặn ra nước, hắn lạnh lùng nói, cái này Huyền Nguyệt Tông phế vật, thật đúng là đủ cuồng, thật chẳng lẽ không sợ chết. Vừa nói, hắn xoay người lại, nói với người bên cạnh. Vị này Diệp công tử, ở trên buổi đấu giá hành động đã thực hiện tin tưởng vậy không cần ta nói thêm cái gì, hoàn toàn là không đem chúng ta những thứ này linh võ nhà giàu có, thiên tài coi vào đâu, như vậy hắn chết cũng không trách được người nào. Không bằng, chúng ta đem giết chết sau đó, lại chia một phần hắn bảo vật như thế nào. Cho dù mọi người không được chia tâm nghi vật, ta cũng có thể lấy ta Hướng ra danh tiếng bảo đảm, chỉ cần tham dự tiêu diệt cái này tiểu phế vật người, ta cũng sẽ căn cứ mọi người cống hiến, đem nguyên bản dùng tới mua bảo vật thần vân thạch phân phối cho mọi người. Lần này, người ở tại tràng, đều có chút quần tình sục sôi đứng lên. Bất quá, Hướng Dương đối với những người này cũng không phải là quá để ý, mà là đưa mắt về phía Đồng Nhiêu, Kha Tịnh, Lương Khâu, Quách Vinh cùng trên người. Những người này mới là chàng này buổi đấu giá người tham gia bên trong có lực nhất lượng một đám người, có bọn họ gia nhập, Diệp Thần có thể nói coi là chết chắc. Đồng Nhiêu ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, ôm ôm nói, ta muốn vậy cũng lấy tăng cường thân thể bảo vật, không cần toàn bộ, chỉ cần một phần chia chính là. Hướng Dương cười một tiếng, gật đầu một cái, hắn biết Đồng Nhiêu đây coi như là đáp ứng. Mấy tên khác bước lên huyền bảng gần trước thiên tài, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy, tất cả đều là gật đầu một cái nguyện ý gia nhập Chu Diệt Diệp Thần hàng ngũ. Mà Kha Tịnh hơi nhíu mày, do dự một hồi, hay là đối Hướng Dương lắc đầu nói, xin lỗi, Hướng Huynh, chuyện này ta không tham gia. Hướng Dương hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nhiều, chuyển hướng Lương Khâu hỏi, Lương Huynh nói thế nào? Ừ, Lương Khâu cười mỉa nhìn Hướng Dương một mắt hỏi, cái gì nói thế nào? Hướng Dương sắc mặt lại khó coi một ít nói, Lương Huynh hẳn biết ta ý kiến. À, Lương Khâu sắc mặt bình thản, xin lỗi, ta còn có việc gấp muốn làm, có thể không rảnh tương trợ Lương Huynh. Nói xong, cũng không để ý Hướng Dương, liền tự nhiên rời đi. Hướng Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè hướng lửa giận, dù sao giết cái này rác dưới vậy không cần nhiều người như vậy ra tay, như vậy ngược lại tốt, Diệp Thần trên người bảo vật phần lớn cũng là của mình. Nhưng để cho hắn có chút không nghĩ tới phải, Quách Vinh lại cũng là mặt hiện một chút quỷ dị vẻ, hướng về phía Hướng Dương chắp tay, liền tự đi rời đi. Cuối cùng, Hướng Dương nhìn về phía Lý Nghiên Hy. Thật ra thì, những người khác ý kiến, Hướng Dương là sao cũng được, tại chỗ lực lượng, hắn tin tưởng đã đủ chém chết Diệp Thần, nhưng, nếu là có thể đạt được Lý Nghiên Hy đồng ý, đó mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần nhưng mà ở trên buổi đấu giá đoạt đối với Lý Nghiên Hy mà nói, cực kỳ trọng yếu bảo vật à. Hướng Dương hướng về phía Lý Nghiên Hy cười nói, Nghiên Hy, thằng nhóc kia đoạt ngươi Uẩn Linh Châu. Lý Nghiên Hy nhưng là nhàn nhạt quét hắn một cái nói, không cần phải nói Hướng Dương, ta đối với loại chuyện này không có hứng thú. Hướng Dương mặt nụ cười cứng đờ, cũng không dám nói thêm cái gì. Không chỉ là bởi vì hắn thích Lý Nghiên Hy, lại là bởi vì Lý Nghiên Hy thân phận, bất luận Lý Nghiên Hy lựa chọn thế nào, Hướng Dương đều không cách nào hỏi tới cái gì. Nhưng, một khắc sau để cho mọi người có chút khiếp sợ một màn, xuất hiện. Lý Nghiên Hy lại cứ như vậy thẳng tắp hướng Diệp Thần đi. Lần này, mới vừa rồi còn có chút hưng phấn đám người, lập tức nguội xuống. Lý Nghiên Hy đây là muốn làm gì? Chỉ gặp Lý Nghiên Hy vẫn một bộ sáng sủa diễn cảm, tự tin đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta muốn ngươi cần phải nên biết những người này muốn làm gì, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chớ coi thường bọn họ, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy, đều là bước lên huyền bảng hạng trước 20 thiên tài, hơn nữa Đồng Nhiêu. Cái này mấy người liên thủ, cho dù là Thái Hư nhất tầng thiên cường giả, cũng sẽ phải chịu uy hiếp chứ. Chớ nói chi là còn có như vậy nhiều phong môn cảnh nhân vật nổi tiếng con em, người biết đối mặt mình là cái gì chưa? À, Diệp Thần nghiền ngẫm cười một tiếng nói, Lý Tiểu Thư nói những lời này, là ý gì? Lý Nghiên Hy nói, rất đơn giản, ta có thể để cho ngươi bình an rời đi nơi này. Dĩ nhiên, không phải là không có điều kiện, trước đề ra chính là, đem ngươi vậy cái Uẩn Linh Châu giao cho ta. Lần này, Hướng Dương, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy các người, cũng khẩn trương lên. Bây giờ Diệp Thần, không thể nghi ngờ là một đầu đưa đến miệng thịt béo à.
chẳng lẽ, liền nếu như vậy tử bay đi? Nếu như Lý Nghiên Hy thật muốn bảo vệ Diệp Thần mà nói, mấy người bọn họ thật vẫn không nhúc nhích được Diệp Thần, dẫu sao, Đông Lâm Lý ra mặt mũi, là ai cũng không thể không cấp. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Lý Nghiên Hy, không có cần Diệp Thần trên người toàn bộ bảo vật, mà chỉ là muốn Uẩn Linh Châu à. Cứ như vậy, Diệp Thần không chỉ có sẽ không chết, còn có thể giữ được cái khác toàn bộ bảo vật, chỉ là thiếu một quả Uẩn Linh Châu mà thôi, chỉ cần Diệp Thần không phải người ngu, cũng sẽ đáp ứng chứ. Liền liền Diệp Thần nghe vậy cũng không khỏi hơi sững sờ, hắn biết Lý Nghiên Hy yêu cầu không quá phận, ngược lại là đối với mình có lợi vô cùng, trong lòng không khỏi đối với Lý Nghiên Hy có một chút hảo cảm. Dẫu sao, Lý Nghiên Hy nếu quả thật muốn Uẩn Linh Châu, trực tiếp và Hướng Dương các người liên thủ, ở người bình thường xem ra, mới là càng hợp lý lựa chọn, không phải sao? Đối với Diệp Thần một người, cùng đối với cùng là 10 đại gia tộc truyền nhân, cùng với liên can bước lên huyền bảng thiên tài, rất nhiều nhân vật nổi tiếng con em, thành thật mà nói, cho dù là Lý gia cũng có chút miễn cưỡng, mọi người coi như cho Lý gia mặt mũi, nhưng Lý Nghiên Hy vậy coi như là vì Diệp Thần, dùng hết một phần chia Lý gia nhân tình. Cho dù ngươi mạnh hơn nữa, mặt mũi cũng không phải vô cùng. Mà Diệp Thần cũng có thể nghĩ đến, Lý Nghiên Hy chi sở dĩ nói ra như vậy yêu cầu, thứ nhất là bởi vì Uẩn Linh Châu, thứ hai, Lý Nghiên Hy là một người có nguyên tắc, cũng là một người kiêu ngạo, đồ người khác, nàng chí ít sẽ không tùy tiện cướp, cho dù vật này đối với nàng rất trọng yếu. Đối với người như vậy, Diệp Thần vẫn là thưởng thức. Nhìn Diệp Thần hình dáng, Hướng Dương không nhịn được hét lớn một tiếng, Diệp Thần. Ngươi còn tính là đàn ông sao? Ngươi nếu như coi là một người đàn ông, liền chớ núp trước, tự mình tới đối mặt chúng ta. Hắn sợ Diệp Thần đáp ứng Lý Nghiên Hy, như vậy không có được bảo vật là một mặt, trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần cái này chà đạp qua mình mặt mũi, chà đạp qua Hướng ra mặt mũi phế vật, hắn không cơ hội giết. Mọi người vậy rối rít phụ họa nói, ha ha, mới vừa rồi ở trên buổi đấu giá, không phải rất phách lối sao? Hiện tại muốn Lý Tiểu Thư bảo vệ. Vốn là, còn làm hắn là một người đàn ông, không nghĩ tới một tên mặt trắng nhỏ, ha ha ha. Tốt lắm, Hướng huynh, loại người này, để cho hắn còn sống chính là, dù sao, hắn thành tựu, phỏng đoán vậy thì như vậy đi. Chỉ là đáng tiếc phế vật này trên người chí bảo à, cho hắn loại người này, đơn giản là lãng phí. Lý Nghiên Hy không để ý tới sẽ những người này. Tiếp tục đối với Diệp Thần hỏi, như thế nào? Diệp Thần cười mỉa nhìn những cái kia nhân vật nổi tiếng con em, bước lên huyền bảng những thiên tài, nhàn nhạt nói, không cần, chuyện này ta tự mình giải quyết là được. Lý Nghiên Hy nghe vậy, không khỏi hơi cau mày, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong, vậy thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng nguyên vốn cho là, Diệp Thần là cùng nàng người giống vậy, các nàng đều có loại sâu tận xương tủy ngạo, bọn hắn ngạo. Không phải biểu hiện cho người khác nhìn, tự nhiên, cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn. Cho nên, nàng cho rằng, Diệp Thần là sẽ không bởi vì những người này một phen khiêu khích, liền xung động, làm ra không sáng suốt quyết định. Có thể hiện tại, Diệp Thần, nhưng cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm rồi, Diệp Thần cũng không phải là mình tưởng tượng bên trong loại người như vậy. Nhưng bất kể là có phải hay không, hiện tại tựa hồ cũng đã không sao. Bởi vì hiện tại Diệp Thần sẽ đối lên vậy một đám cường giả, ở Lý Nghiên Hy xem ra, Diệp Thần sống sót có thể cực kỳ nhỏ. Mặc dù, Uẩn Linh Châu đối với nàng rất trọng yếu, nhưng Diệp Thần nếu cự tuyệt nàng yêu cầu, nàng liền sẽ không nhúng tay. Lý Nghiên Hy giống vậy cũng có mình kiêu ngạo. Bất quá, làm nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng lúc đó, nhưng chẳng biết tại sao không có rời đi. Cái bối cảnh này, không khỏi tràn đầy một loại sức hấp dẫn. Để cho nàng muốn phải đi rõ ràng, cho dù kết quả của cuộc chiến đấu này cơ hồ là đã quyết định, Lý Nghiên Hy nhưng hay là muốn xem kết quả. Không khỏi nàng đối với Diệp Thần sinh ra vẻ mong đợi. Lúc này Diệp Thần hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía sau lưng đằng đằng sát khí mọi người cười lạnh nói, mọi người cùng nhau đi, ta đuổi thời gian. Hướng Dương đối với Diệp Thần tự tin nhìn hờ hững, không có vấn đề nói, ha ha. Hy vọng ngươi một hồi cầu xin tha thứ thời điểm cũng có thể như thế miệng lưỡi bén nhọn. Đột nhiên, hắn thần sắc run lên, thanh âm tựa như có thể đông vạn vật lạnh như gió quát lên, giết cho ta. Vậy một đám cao cấp thiên tài các nhân vật nổi tiếng,
rối rít gầm lên, động thủ, mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, vô số khủng bố võ, ánh sáng rực rỡ, hướng Diệp Thần ùn ùn kéo đến vậy cuốn tới, liền hư không cũng làm rung động tan vỡ. Cùng lúc đó, trên đảo một chỗ khác, trên bầu trời bay tới một đầu đen nhánh cự thú. Cự thú chân đạp ngọn lửa, uy phong lẫm lẫm. Vây cánh kích động bây giờ, lại mang thiên địa uy thế. Mà cự thú trên mình lại đang ngồi yên lặng một cô gái. Thiếu nữ mang cái khăn che mặt, thần sắc bình tĩnh, tựa như tiếp theo phải làm sự việc, cực kỳ dễ dàng. Đây là Ngụy Dĩnh kế hoạch thứ tư đứng. Ở chỗ này trước, nàng đã bị Diệt Thần Quốc ở Linh Võ Đại Lục bầy 10 trong thành 4 thành. Thiên đạo các tất cả hủy, bất kỳ ngăn trở nàng thần quốc cường giả đều hóa thành xương máu. Hơn nữa, nàng hiểu được không ít thứ. Ngay tại Ô Mang muốn hạ xuống đảo Phi Lôi Thiên Đạo Các lúc đó, thân thể cao lớn bỗng nhiên dừng lại. Chỉ như vậy treo phù ở giữa không trung bên trong. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh lại, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, cực kỳ hấp dẫn, Ô Mang, thế nào? Ô Mang đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, hơi gào thét. Một giây kế tiếp, lại mở miệng nói chuyện, chủ nhân. Cũng ở đây đảo Phi Lôi. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ vậy giếng cổ không dao động trong mắt bên trong lại nổi lên dần dần rung động. Không biết qua bao lâu, nàng vậy môi đỏ mỏng buộc vòng quanh một đạo nụ cười, Diệp Thần lại có thể ở chỗ này, nghe nơi này cử hành buổi đấu giá, chắc hẳn hắn cũng là bị mời người đi, đã như vậy, vậy chúng ta đi ngay thăm hắn. Cũng không biết từ ma tộc đi ra, hắn thành tăng đến cái gì bước. Ô Mang bày mưu đặt kế, vây cánh mở ra, lại lần nữa bay về phía trời cao. Vào tầng mây bên trong. Mà ngay lúc này, vậy đảo Phi Lôi Thiên Đạo Các bên trong, đi ra một cái ông già. Ông già quanh thân đi đường mệt nhọc, nhưng lại tản ra cực kỳ kinh người khí thế. Hắn chính là Hiên Viên Mặc Tà phái tới vào ở đảo Phi Lôi Thái Hư Cường giả đỉnh phong Lâm Hải Viêm. Lâm Hải Viêm là trừ vị kia chém ách cao thủ trở ra, mạnh nhất một người. Hắn cố nhiên đỉnh cấp, nhưng cũng có thể coi là nửa bước chém ách. Chỉ cần cơ duyên tới, hắn chống cự vậy đạo ách lôi, liền có thể thuận lợi bước vào trảm ách cảnh. Hắn hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn thương khung biến mất hắc mang, nhàn nhạt nói, lại có thể trước thời hạn rời đi. Chẳng lẽ là phát giác ta tồn tại? Cũng hoặc là nói, là ta suy nghĩ nhiều. Người này cũng không phải là tàn sát vậy mấy thành linh võ cường giả thần bí. Lâm Hải Viêm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là một bước lên thương khung. Hiên Viên Mặc Tà có lệnh, bất kỳ uy hiếp đều phải bóp chết. Dù là người nọ rời đi, hắn vậy phải tiếp tục thăm dò. Hơn nữa, hắn bóp nát một khối màu vàng kim ngọc phù. Đây là hắn đang kêu gọi vị kia thần quốc phủ xuống chém ách cường giả. Cùng lúc đó, ma tộc bên ngoài một ngọn núi bên trong. Ngồi xếp bằng Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt mở ra, một cổ gian nan khổ cực vẻ tràn ra hốc mắt. Tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Thằng nhóc kia cướp lại trước thời hạn hạ xuống, dựa theo số mạng tới xem, tựa hồ muốn cùng thần quốc chém ách gặp nhau. Không tốt, nếu như hai người giao thủ, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chợt đứng lên, ngưng mắt nhìn cách đó không xa hai cô gái một nam, suy tính một lát sau liền nói, Viêm Khôn. Ngươi trước tạm ngừng tu luyện, theo ta đi một chuyến đảo Phi Lôi. Lần này, Diệp Thần sợ rằng gặp nạn. Viêm Khôn nghe được Diệp Thần hai chữ, trong mắt mở ra. Quanh thân phóng thích cường đại chiến ý, thân thể cao lớn giống như một tòa thiết tháp. Ý định giết người phun trào, đã từng càn khôn thần tộc huyết mạch bùng nổ. Hắn con ngươi như sao, nghiêm túc nói, Vĩnh Lão. Ai nếu dám động đại ca, ta liền để cho hắn rõ ràng, vì sao là hơn cổ càn khôn thần tộc. Thời khắc này Diệp Thần căn bản không biết mình đã từ cuốn vào thần quốc và Vĩnh Hằng Thánh Vương trong bão tố tim. Hắn hiện tại phải làm chính là đối mặt trước mắt gió bão. Cái này Linh Võ Đại Lục gia tộc lánh đời thiên tài yêu nghiệt cửa tức giận. Phảng phất có vô số chết quang, vào giờ khắc này chiếm đoạt Diệp Thần. Bất quá, xem hướng Dương, Đồng Ngưu, Hoàng Phỉ các người nhưng chỉ là yên tĩnh xem chừng không có ra tay. Bọn họ là đám người này bên trong thực lực cao cấp nhất tồn tại, trước khi động thủ trước phải quan sát một chút đối thủ thực lực. Diệp Thần híp đôi mắt một cái,
Những người này mặc dù lớn hơn đều dựa vào tài nguyên chất đống đi ra phong môn đỉnh cấp, nhưng bởi vì vì gia tộc nội tình, cũng có vượt cấp mà chiến năng lực. Hơn nữa, bọn họ tu luyện võ, phẩm cấp đều không coi là thấp. Cùng chung ra tay dưới, thanh thế cũng là vô cùng là khiếp người. Lý Nghiên Hy cũng là mặt đẹp hơi biến sắc, mấy chục tên phong môn tồn tại một cùng ra tay, cho dù là nửa bước thái hư cường giả, cũng phải thoáng tránh qua kỳ phong mang chứ. Nhưng mà, Diệp Thần đâu? Diệp Thần nhưng chỉ là sắc mặt rửng rưng đứng tại chỗ, ý né tránh chút nào cũng không có. Lý Nghiên Hy nhìn Diệp Thần, không khỏi thở dài một cái, thần sắc gian càng lộ vẻ thất vọng. Diệp Thần lại tự đại đến ngay cả ý né tránh cũng không có dáng vẻ. Ở Lý Nghiên Hy xem ra, Diệp Thần là thật một đường hoành đè đi tới, vượt cấp mà chiến, đưa đến hắn tâm tính quá bành trướng. Đã đến mù quáng tự đại trình độ. Hiện tại, Diệp Thần lựa chọn thật sự là quá ngu xuẩn. Phàm là có một chút kinh nghiệm chiến đấu người, cũng hẳn lựa chọn né tránh, mà không phải là đứng tại chỗ à. Có lẽ, thật sự là nàng nhìn lầm rồi Diệp Thần chứ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần động. Nói chính xác, là tay hắn động. Tay hắn vung lên, năm chuôi hình dáng phong cách cổ xưa, làm công lộ vẻ được có chút sần sùi trường kiếm, liền treo lơ lửng ở trước người của hắn. Chính là hồn khí. Chỉ là, cái này hồn khí cùng hắn trước sử dụng như vậy, kiểu dáng lên, linh quang lên, tựa hồ cũng có chút không cùng. Cái này còn là Diệp Thần lần đầu tiên sử dụng như vậy hồn khí. Hắn mặt mỉm cười nhìn sắp rơi vào trước người, tản ra khủng bố chập chờn đủ loại dấu quyền, kiếm mang, bóng thú, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ cái này năm chuôi hồn khí uy lực. Diệp Thần tu có hai loại hồn kỹ, một loại tên là trời hồn kiếm, chủ một mình công kích. Một loại, tên là thần sát hải, chính là phạm vi tổn thương. Vì vậy, Diệp Thần chế tạo hồn khí tự nhiên cũng chia là hai loại. Hiện tại, hắn sử dụng chính là lấy thần sát hải chế thành hồn khí. Một khắc sau, Diệp Thần thần niệm lực đột nhiên bùng nổ, khiến trước người năm chuôi phi kiếm, hướng mọi người lướt đi. Mà vậy cả đám, chính là cười nhạt, khinh thường, đầy mặt vẻ khinh miệt. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần đây chính là sắp chết vùng vẫy, châu chấu đá xe à. Trước không nói cái này năm chuôi nhìn như rác dưới cực kỳ phi kiếm có thể làm mà, tại phi kiếm đụng phải bọn họ trước, Diệp Thần liền sẽ bị mọi người võ hoàn toàn chìm ngập. Bất quá trong đó cũng có một ít người hơi biến sắc mặt nói, chờ một chút. Phi kiếm này, và ngày đó cái đó Trần Chi Phàm sử dụng không phải không sai biệt lắm sao? Bọn họ nhưng mà rõ ràng nhớ, ngày đó Trần Chi Phàm sử dụng phi kiếm kia, bị thương nặng Từ Thắng à? Từ Thắng thực lực, mặc dù xa xa không bằng bọn họ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện nghiền ép à. Lúc này Diệp Thần đánh ra phi kiếm chỉ có 5 chuôi, không thể nào đánh trúng tất cả mọi người, nhưng cũng không ai muốn trở thành là bị đánh trúng vậy 5 người à. Trong chốc lát, mọi người rối rít né tránh, phòng ngự. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, cho dù không thể thật tránh thoát phi kiếm kia, chống được Diệp Thần bị bọn họ võ mất đi, là tốt. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc, bọn họ gặp phải là Diệp Thần. Tránh thoát sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quát lên, bảo, thần sát hải ra. Một khắc sau, vậy năm chuôi phi kiếm, ngay tức thì nổ tung thành một hồi bột. Mà vậy năm đạo thần sát hải hồn kỹ, cũng ở đây ngay tức thì thả ra ngoài. Một hồi ẩn chứa thần tính uy áp, phổ biên sát khí thần hồn lực lượng, nháy mắt tức thì tràn vào mọi người đầu óc bên trong. Mọi người thức hải, thật là giống như xảy ra cấp 12 biển khơi khiếu vậy. Long trời lở đất, vạn vật sụp đổ. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết ùn ùn kéo đến vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều là thất khiếu chảy máu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, vô cùng thống khổ. Mà những cái kia khoảng cách Diệp Thần thân thể các nơi chỗ hiểm, còn có không tới một tấc đủ loại võ năng lượng, cũng ở đây đồng thời tiêu tán. Hơn nữa, cái này còn không là một sóng, mà là một sóng tiếp theo một sóng, ước chừng 5 sóng à. 5 sóng thần sát hải sau này, những cái kia người xuất thủ, trong đó hơn phân nửa thần hồn, đều bị hoàn toàn nghiền nát, may mắn sống sót một ít, cho dù không có chết, cũng là thần hồn trọng thương, một số gần như tiêu tán rơi vào hôn mê bên trong. Bọn họ coi như không chết, cũng chỉ có thể biến thành một người ngu ngốc. Mặc dù những nhà giàu có này công tử,
thức hải bên trong phần lớn có phẩm cấp không thấp hồn tinh chấn thủ, nhưng là, bọn họ bản thân thần hồn tư chất, chân thực quá kém, cho dù hồn tinh đỡ được phần lớn tổn thương, lưu lại một chút năng lượng cũng không phải thần hồn của bọn họ có thể chịu nổi. Ở linh võ đại lục lên, hồn tu hiếm thấy, hơn nữa thật như thế đáng sợ. Đây cũng là tại sao, Sở Hoành có thể cầm ra như vậy nhiều thần vân thạch và diệp thần mua hồn khí nguyên nhân. Hồn khí, căn bản không sợ bán không được à? Dĩ nhiên, hồn khí ở người bình thường trên tay sẽ không có uy lực lớn như vậy là được. Nhất kích sau này, Hướng Dương, Đồng Ngưu đám người sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Rung động đến óc một phiến chỗ trống, suy nghĩ đều phải vỡ vụn. Mặc dù bọn họ thực lực cường hãn, hơn nữa đứng ở cuối cùng, thần sát hải uy lực, bị trước mặt những cái kia các công tử phân tán được xong hết rồi, cho nên bọn họ chỉ là sắc mặt có chút sát trắng, cũng không có bị thực chất tổn thương. Nhưng, bọn họ tinh thần, lại nhận được đả kích không nhỏ à. Bọn họ nhìn trước mắt chết hầu như không còn một đám công tử nhà giàu, không khỏi có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt à. Diệp thần mới vừa rồi, làm cái gì? Lại ra tay một cái, nháy mắt dây mấy chục tên phong môn hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại. Cái này còn là người sao? Bọn họ không phải chưa có tiếp xúc qua hồn khí, thậm chí, liền thái hư hồn khí, trên tay bọn họ vậy giữ lại mấy kiện. Có thể cho dù là thái hư cảnh cực phẩm hồn khí, cũng tốt xem không có loại uy lực này à. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, bọn họ không gặp qua có thể đoàn thể công kích hồn khí à. Vậy không gặp qua có thể đồng thời sử dụng năm chuôi như vậy khủng bố hồn khí tồn tại à. Liền liền Lý Nghiên Hy, cũng là mắt đẹp xòe ra, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, trong chốc lát ngay cả hô hấp đều quên. Nguyên bản, nàng còn đối với Diệp Thần thất vọng, nhận vì mình nhìn lầm Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, nàng quả thật nhìn lầm Diệp Thần, có thể sai không phải Diệp Thần, là chính nàng à. Nàng đối với Diệp Thần thực lực, hoàn toàn đánh giá thấp. Diệp Thần căn bản không phải cái gì bị đám người này khiêu khích, làm ra lỗ mãng quyết định, mà là những người này thật không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp à. Lý Nghiên Hy mặt đẹp, không khỏi có chút đỏ bừng, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế mất mặt. Diệp Thần cười mỉa nhìn Hướng Dương các người nói, làm sao? Các vị không phải muốn động thủ sao? Chẳng lẽ là phát thiện tâm, muốn thả qua Diệp Mỗ? Hướng Dương các người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hướng Dương sắc mặt vô cùng là khó coi nói, cùng tiến lên. Dứt lời, mấy người đều là thân hình chớp động, đem Diệp Thần vây ở giữa. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khoát tay, lại là năm chuôi hồn khí. Còn dư lại cao cấp cường giả, là Hướng Dương, Đồng Ngưu, Hoàng Phỉ, Thái Tinh Hoàng, Triệu Thụy, vừa vặn 5 người. Nhưng mà, Lý Nghiên Hy lúc này, nhưng là hơi cau mày. Diệp Thần hồn khí rất mạnh. Mà hắn có thể đồng thời sử dụng năm chuôi, vậy rất nghịch thiên, nhưng dùng để đối phó cái này mấy người, nhưng là có chút chưa đủ. Đầu tiên, chính là hồn tinh có thể triệt tiêu hồn khí phần lớn tổn thương, mà đây mấy người thần hồn, cũng không xem những cái kia dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên tu vi các công tử ca yếu ớt như vậy. Cho dù là thái hư cảnh hồn khí, mặc dù, sẽ để cho bọn họ bị chút tổn thương, nhưng không đủ để đánh bại bọn họ. Huống chi, những người này đều là vượt cấp mà chiến tồn tại. Hợp lực tuyệt đối có thể chiến thái hư nhất tầng thiên. Mà lúc này, Hướng Dương cùng 5 người vậy cùng chung ra tay. Trong thoáng chốc, cự thú gào thét, quyền phong cuồng quyển, kiếm mang lóe lên, kiếm ảnh kích động, trưởng ấn kinh thiên. Cái này 5 tên bước lên huyền bảng trước 20 cao cấp thiên tài dưới sự liên thủ, lại so mới vừa rồi vậy mấy chục tên phong môn cảnh công tử ra tay. Còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Liền liền Diệp Thần ánh mắt bên trong, vậy thoáng hiện ra vẻ ngưng trọng. Cái này 5 người, quả thật rất mạnh. Tay hắn lộn một cái, thú hủ kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, mà vậy 5 chuôi hồn khí, vậy rối rít nổ tung, hồn kiếm chém ra. Hướng Dương 5 người chỉ cảm thấy được thức hải bên trong, chợt một hồi nổ ầm, ngay sau đó, liền truyền tới tựa như biến dạng vậy đau nhức. Mấy người điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt đỏ như máu, hiển nhiên đã thống khổ tới cực điểm, nhưng mà... Bọn họ không hổ là thiên tài siêu cấp, cho dù đau đớn, thi triển võ nhưng không có chút nào yếu bớt, càng không có dấu hiệu bất ổn.
Lý Nghiên Hy ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương. Nhưng mà, mắt thấy công kích thì phải rơi vào Diệp Thần trên người, Diệp Thần nhưng vẫn là không có động. Năm người sững sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên đứng lên. Diệp Thần đây là lấy là mình còn có thể sáng tạo kỳ tích, nháy mắt dây mình các người à. Thật là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất. Xem ra, những cái kia công tử nhà giàu cũng không phải trắng trắng hy sinh mà, chỉ ít bọn họ để cho Diệp Thần sinh ra mình tựa như vô địch ảo giác, không phải sao. Liền liền Lý Nghiên Hy đây là cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, Diệp Thần thực lực rất khủng bố, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì mình tự đại phải thua. Cái này năm người liên thủ, dù là thái hư nhất tầng thiên, không người có thể tiếp được. Thái hư tầng hai trời, cũng có thể sẽ cố hết sức. Hướng Dương lại là vui vẻ cười to nói, phế vật. Ngươi lấy là chúng ta và đám kia rác rưởi như nhau. Sẽ bị ngươi hồn khí trong nháy mắt giết. Ha ha, liền vì ngươi rốt nát, đi chết đi. Phải không, Diệp Thần mặt không cảm giác, trong tay thú hủ kiếm động một cái. Tuyệt mạnh kiếm ý phóng lên cao. Mà hắn vậy đôi lạnh như băng con ngươi tỏa định, là đứng ở trước người hắn Hoàng Phỉ. Hoàng Phỉ nhướng mày một cái, hắn ở bước lên huyền bảng hạng thứ 14, được gọi là thiên bằng quyền, hắn thân pháp linh động, phảng phất đại bàng, quyền lực sợ hãi, đủ để rời sông lấp biển. Lúc này, đối với Diệp Thần ánh mắt, hắn tự nhiên biết, Diệp Thần là để mắt tới mình, bất quá, Hoàng Phỉ nhưng vẫn duy trì trấn định. Quyền lực ngay lập tức vạn biến, đổi công làm thủ. Mặc dù, Hoàng Phỉ tránh né, không có chính diện chống cự Diệp Thần, nhưng, đây cũng không phải thuyết minh hắn yếu. Ngược lại cực mạnh, đối mặt Diệp Thần kinh khủng kia kiếm ý, còn có thể ở nơi này ngay lập tức bây giờ đổi công làm thủ, đủ để thuyết minh hắn thực lực. Vậy ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên ở hắn trước mắt, giống như sấm sét giữa trời quang. Chém rách thiên địa. Diệp Thần một kiếm này, tuyệt mạnh. Hoàng Phỉ mặc dù rung động, lại không có hốt hoảng, quyền lực nhập vào xuất ra gian, một bên phòng thủ, một bên né tránh. Hắn biết, mình không cần thật đem Diệp Thần nhất kích giết chết, càng không cần cùng Diệp Thần liều mạng. Chỉ cần chống nổi chốc lát thời gian, Hướng Dương các người, liền sẽ muốn Diệp Thần mệnh. Nhưng lúc này, Diệp Thần khóe miệng, đúng là hiện lên nụ cười quỷ dị. Hắn sở dĩ đang công kích trước sử dụng hồn khí, chính là vì để cho năm người liên thủ, xuất hiện một chút sơ hở. Chúng hồn khí, không thể nào mỗi một người bị ảnh hưởng đều giống nhau, có nhẹ, có nặng, bọn họ phối hợp, liền sẽ xuất hiện sai lệch. Cho dù cái này sai lệch, cực nhỏ. Nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, vậy là đủ rồi. Mà Hoàng Phỉ, chính là mới vừa rồi trong mấy người liền hồn khí sau đó, ảnh hưởng lớn nhất một cái. Hắn công kích, so người khác chậm một ít, cho dù chỉ có không điểm một giây, vậy đủ rồi. Nguyên nhân chính là làm cho này không điểm một giây, Diệp Thần chém ra một kiếm này. Ầm một tiếng vang thật lớn, cả tòa đảo Phi Lôi, đều bắt đầu lay động, chung quanh đảo sóng biển cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, đơn giản là một bộ ngày tận thế vậy cảnh tượng. Hoàng Phỉ Quyền, ở chạm đến Diệp Thần kiếm mang ngay tức thì, hắn sắc mặt liền lập tức trắng bệch. Trong mắt vậy tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Một kiếm này lực lượng, quá khủng bố. Cho dù là hắn, ở chạm đến kiếm mang ngay tức thì, cũng có một loại liền linh hồn đều phải làm cắn nuốt cảm giác. Hoàng Phỉ điên cuồng hét lên một tiếng, liều mạng thiêu đốt tiềm lực, hai quả đấm bên trong bộc phát ra một hồi thanh quang. Y muốn chống lại kiếm mang. Cũng không đến một giây, vậy thanh quang liền bị kiếm mang hoàn toàn mất đi. Máu tươi tung tóe. Hoàng Phỉ thân thể đảo phi nhi xuất, trước ngực của hắn bị chém ra một đạo sâu đậm vết thương, mà hai tay cũng là máu rầm rề một phiến, liền xương đều tựa hồ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng là, Hoàng Phỉ nhưng ở cười. Bởi vì hắn biết, Diệp Thần lựa chọn công kích mình, cũng chưa có cơ hội né tránh Hướng Dương đám người công kích. Diệp Thần, đã là một người chết. Hướng Dương các người giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Đắc thủ. Có thể một khắc sau. Hướng Dương mấy người nụ cười, nhưng đọng lại. Công kích của bọn họ, quả thật chém trúng Diệp Thần, nhưng ngay khi công kích chém trúng Diệp Thần ngay tức thì, Diệp Thần thân thể, nhưng chợt hóa thành một hồi xương trắng bay tản ra tới. Mấy đạo công kích xuyên thấu Diệp Thần biến hóa xương trắng, rơi xuống mặt đất,
ngay tức thì đập ra một cái một mắt không thấy được đất hố sâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật tốt người, còn có thể biến ảo thành xương. Quỷ dị như vậy thần thông, nghe cũng chưa từng nghe qua à. Diệp Thần sử dụng sương mù hóa thần thông cùng với xích trần thần mạch, tránh khỏi mấy người một đợt công kích sau đó, thân thể thật nhanh ngưng tụ, sấm sét màu vàng chớp mắt, liền thi triển phong lôi chớp mắt, xuất hiện ở hoàng phỉ bên người. Kiếm quang hồi sinh, sát ý ngưng tụ, thú hủ kiếm kiếm phong bên trên, đồ thần chém ra, chu diệt hết thảy. Cứu ta, hoàng phỉ kinh hoàng, hoàn toàn lâm vào cực hạn kinh hoàng bên trong, hắn bây giờ hai tay đã phế, căn bản không cách nào ngăn cản à. Rắc rắc một tiếng, hoàng phỉ kích phát hộ thân thần khí màn sáng, phảng phất giấy dán vậy ngay tức thì bể tan tành, kiếm mang vạch về phía cổ của hắn. Máu tươi hiện lên, hoàng phỉ đầu lâu, cứ như vậy rơi xuống đất. Diệp Thần cả người đẫm máu, một tay cầm còn đang dỉ máu thú hủ kiếm, hướng về phía đầy mắt vẻ khó tin hướng Dương các người, lộ ra một cái tà tính mỉm cười, lạnh như băng nói, một. Một tiếng này một thật là giống như Diêm Vương lấy mạng một loại thần chú, để cho mọi người ngay tức thì cả người giật mình, dùng mình một cái. Hướng Dương điên cuồng hét lên, hắn đang công kích lúc đó, không cách nào sương mù hóa, đồng như ngươi phòng ngự mạnh, ngươi trên đỉnh, chúng ta mấy người công kích. Đồng Ngưu ánh mắt đông lại một cái, tay lộn một cái, lại là lấy ra một mặt lớn thuẫn, hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân, liền đính cái này lớn thuẫn, đánh tới Diệp Thần. Mà đây một mặt lớn thuẫn, không kim không phải đá, chớp động màu xích kim linh quang, bề ngoài minh ấn vô số minh văn, bất ngờ là một kiện chân thần khí lớn thuẫn. Mà Diệp Thần lại là không sợ chút nào, cua múa trường kiếm, tiến ra đón. Hướng Dương các người thân hình động một cái, thay đổi vị trí, lần nữa đối với Diệp Thần phát động công kích. Mà Diệp Thần thân hình, thì ở ngay tức thì Dương cao, một tầng nhàn nhạt ánh lửa bao phủ hắn thân thể, xích trần thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng, phần huyết quyết, máu thần cùng thần thông toàn bộ thi triển. Cả người cự lực, bão tố tới đỉnh cấp. Kèm theo cái này cự lực, phong thanh Dương kiếm thứ ba, vạn cổ kinh lôi kiếm, chém ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này chí cường một kiếm, thật là cũng để cho người hoài nghi có phải hay không một chuôi có thể đem cả ngọn núi đè tháp búa nện. Một kiếm lại là đem thân xác cường hãn đến không tưởng tượng nổi, lực lớn vô cùng, hơn nữa tay cầm thần khí lớn thuẫn đồng nghiêu, cho chém được đảo phi nhi xuất. Thậm chí, còn phun ra một ngụm máu tươi. Sợ hãi! Quá sợ hãi! Đây chính là đồng nghiêu à! Nơi tay cầm thần khí lớn thuẫn dưới tình huống, còn bị chém được đổ bay bị thương. Lực lượng này kết quả có kinh khủng dường nào. Đổi thành người bình thường, sợ rằng cho dù có lớn thuẫn bảo vệ, cũng phải miễn cưỡng bị chấn động được ngũ tạng lục phủ, trở thành vỡ vụn chứ. Bất quá, cùng lúc đó, hướng Dương đám người công kích vậy hoàn toàn không vào Diệp Thần trong cơ thể. Một dấu bàn tay, hung hãn in ở Diệp Thần trước ngực vị trí tim. Một đạo kiếm quang chém về phía Diệp Thần cổ. Một đạo kiếm mang cuối cùng, nhưng là thẳng tắp không vào Diệp Thần nơi mi tâm. Đồng Ngưu các người thấy vậy, đều là mặt hiện vui mừng. Ba chỗ vết thương chí mạng, cái này Diệp Thần, coi như lại nghịch thiên cũng đã chết được không thể chết lại chứ. Nhưng mà, nguyên bản còn mặt đầy vui mừng mấy người, ngay tức thì liền lộ ra phảng phất gặp quỷ giống vậy thần sắc. Ba đánh rớt xuống sau đó. Diệp Thần quanh thân lại hiện ra một hồi ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng cản trở hết thảy. Xích trần thần mạch lực lượng. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến. Mà Diệp Thần đan điền linh lực cấp tốc trôi qua, xích trần thần mạch biến mất. Cuồng bạo tam kích ở giảm bớt sau đó, vẫn là rơi xuống. Diệp Thần thân thể lui về phía sau mấy bước, quanh thân lại mang một chút máu. Ba vị này cao cấp thiên tài hợp lực nhất kích. Thái hư tầng 2 thiên vậy sẽ bị thương nặng. Diệp Thần lau sạch khóe miệng máu, nhưng là cười. Làm người ta rợn cả tóc gáy cười. Cặp mắt kia bên trong, cực kỳ rét lạnh ánh mắt, ngay tức thì phong tỏa Thái Tinh Hoàng. Thái Tinh Hoàng ở bước lên huyền bảng hạng thứ 13, so Hoàng Phỉ còn cao ra một vị, nhưng lúc này, đối với Diệp Thần ánh mắt nhưng là cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Lại là quát to một tiếng. Xoay người hướng đảo phi lôi bên ngoài, điên cuồng lao đi. Thái Tinh Hoàng được gọi là tấn ảnh kiếm, kiếm pháp nhanh chóng dị thường, thân pháp tự nhiên cũng là không chậm.
nhưng mà, so với Diệp Thần, vẫn là kém một ít. Một đạo kim sắc lôi quang, đi đôi với một hồi gió lớn, chợt rơi vào Thái Tinh Hoàng trước mặt. Thái Tinh Hoàng một bên điên cuồng hét lên, các vị cứu ta. Một bên linh lực điên cuồng chuyển động, toàn lực thi triển kiếm pháp hướng Diệp Thần chém tới, nháy mắt tức thì muôn vàn kiếm ý hiện lên giữa trời đất, kiếm quang chớp động bây giờ ác liệt hơi thở vô hạn tách thả ra, tựa như cả thiên địa đại đạo cũng sẽ bị một kiếm này nơi khuất phục vậy. Ầm một tiếng, kiếm quang chuẩn xác đánh trúng Diệp Thần, nhưng là lần nữa từ Diệp Thần thân thể bên trong xuyên thủng mà qua, xương trắng cuồng trào, một đạo thân hình, đột nhiên ở Thái Tinh Hoàng sau lưng hiện lên. Sắc sắc một tiếng, kiếm quang thoáng qua, Thái Tinh Hoàng một kiếm kiệt lực, căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Diệp Thần một kiếm chém thành hai đoạn. Hai. Diệp Thần xoay người, lạnh lùng nhìn mới vừa chạy tới mấy người, trong miệng khạc ra một con số. Hướng Dương, Triệu Thụy, cùng với Đồng Ngưu đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ thừa nhận, bây giờ Diệp Thần có chút hù được bọn họ. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt ý tưởng chạy trốn, Thái Tinh Hoàng tốc độ, coi như là mấy người bên trong nhanh nhất, liền hắn đều không cách nào từ Diệp Thần dưới kiếm chạy khỏi, huống chi là mình đâu. Nhưng mà, trước mắt tên địch nhân này, để cho cái này ba tên linh võ đại lục cao cấp thiên tài, cũng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm cảm giác tuyệt vọng. Một cái bị ba chỗ vết thương chí mạng, nhưng vẫn sống nhảy cẫng một kiếm chém giết một người không thua gì bọn họ cường giả đối thủ, kêu bọn họ làm sao có thể không ngừng vọng. Triệu Thụy nhìn chậm rãi đi tới Diệp Thần, ánh mắt điên cuồng run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần ánh mắt theo dõi mình. Nguyên bản, hắn chỉ làm Diệp Thần là một cái phách lối, ngu xuẩn, không biết sống chết phế vật, cho nên mới đồng ý đối với hắn động thủ à. Dẫu sao Diệp Thần bất quá là miễn cưỡng tiến vào bước lên huyền bảng hạng người vô danh thôi, mà mình, nhưng mà bước lên huyền bảng trước 20 siêu cấp yêu nghiệt à. Căn bản không thể so sánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt Diệp Thần, nơi nào vẫn là cái gì yêu nghiệt? Yêu nghiệt đều không đáng dùng tới hình dạng người này. Người này thật là giống như là sát thần dáng thế vậy à. Triệu Thủy cùng nhau đi tới, không phải là không có trải qua gian nan hiểm trở. Nhưng, cái gì gian nan hiểm trở, cũng kém hơn hiện tại Diệp Thần mang cho hắn khủng bố cùng cảm giác vô lực. Tên này ngạo thị hết thảy, ở linh võ đại lục lên được sùng bái tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ vì là Diệp Thần quăng tới ánh mắt, đạo tim cũng muốn sụp đổ. Phốc thông một tiếng, ở Hướng Dương cùng Đồng Ngưu khiếp sợ nhìn soi mói, Triệu Thụy lại là trực tiếp quỳ xuống, hắn hướng về phía Diệp Thần, dùng sức dập đầu nói, Diệp công tử. Ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Hướng Dương cùng Đồng Ngưu đều là trợn tròn mắt. Cái này Triệu Thụy, lại trực tiếp cầu xin tha thứ, còn tự nguyện là người khác nô bộc. Tu võ người, đặc biệt là xem bọn họ như vậy tư chất tuyệt đỉnh tu võ người đều là cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì tu võ chính là nghịch thiên mà đi, nếu là nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn xông thẳng về trước, vĩnh không cúi đầu. Tu võ giả tâm cảnh, đối với hắn thành tựu, giống vậy có rất ảnh hưởng lớn. Điểm này, Triệu Thụy tự nhiên cũng biết. Nhưng là, hắn cũng biết, người chết rồi, tâm cảnh mạnh hơn nữa, đều vô dụng à. Lấy hắn tư chất, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tất nhiên có thể bước vào thái hư cảnh, khi đó, liền muốn đi vào mới thiên địa à, cho dù không có trực tiếp phi thăng, thái hư cường giả vậy có đi thần quốc tư cách. Hắn còn có vô hạn tiền đồ, vô cùng tương lai huy hoàng. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Chỉ cần hắn tương lai cường đại, cho dù hiện tại quỳ Diệp Thần, thì thế nào? Ai lại dám đối với hắn nói này nói nọ? Đồng thời, hắn vậy tin tưởng mình thân là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đối với Diệp Thần nhất định là hữu dụng. Nếu đã tự nguyện làm nô, Diệp Thần không có lý do gì không buông tha mình. Có thể, Diệp Thần bất quá là lạnh lùng quét Triệu Thụy một mắt, thậm chí, cũng không có hơn xem lần thứ hai. Một khắc sau, huyết quang chớp mắt. Quỳ dưới đất Triệu Thụy, một phiên thật tốt đầu lâu, liền lăn dưới đất, hồn phách đều bị kiếm ý ngay tức thì khuấy bể. 3. Diệp Thần lãnh khốc, để cho Đồng Ngưu và Hướng Dương, sắc mặt cũng biến đen, đáy lòng phát rét, bọn họ biết, nếu đối với Diệp Thần ra tay, liền không có bất kỳ chỗ chống điều đình. Triệu Thụy, tên này tiềm lực vô hạn thiên tài siêu cấp, phong môn đỉnh cấp cường giả trẻ tuổi. Đều đã tự nguyện làm nô liền à.
Diệp Thần nhưng vẫn không do dự chút nào đem chém giết. Người này, căn bản là cái giết hại người điên, căn bản không có lý tính có thể nói à. Quả thật, nếu như theo lý tính cân nhắc, Diệp Thần hẳn lưu lại Triệu Thụy, nhưng, ha ha. Đối với Diệp Thần mà nói, trọng yếu nhất, vĩnh viễn không phải lợi ích, mà là hắn bản tim. Hắn cùng nhau đi tới, tu chính là thuận theo tâm ý. Nếu như liền ý niệm của mình, đều không cách nào hiểu rõ, như vậy tu vi cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Nếu sẽ đối tự mình ra tay, nếu đem mình coi là có thể tùy ý lăng nhục, làm thịt phế vật, như vậy liền phải trả giá thật lớn. Nếu ngươi mạo phạm ta, như vậy, ta đem ngươi quý nhất coi vật dẫm ở dưới chân, trà đạp thành cặn bã, cũng không có bất kỳ vấn đề chứ. Mà Triệu Thụy nhất quý trọng, lộ vẻ lại chính là hắn mạng mình. Hướng Dương cùng Đồng Ngưu hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt hiện kiên quyết vẻ, Đồng Ngưu hét lớn một tiếng, chợt đem một viên thuốc, nuốt vào trong miệng, bên ngoài cơ thể ngay tức thì hiện lên một tầng màu xám trắng, đôi mắt ứ máu, thân hình dương cao, bắp thịt nhô lên, cả người hơi thở nóng nảy vô cùng. Hắn lúc này, tựa như mất lý trí vậy, hướng Diệp Thần cuồng xông lên đi. Mà Hướng Dương, cũng là mặt hiện vẻ hung ác, chợt vượt trội một miệng máu tươi, thoa lên liền trường kiếm trong tay bên trên, mà vậy trên trường kiếm, lập tức dâng lên một tầng huyết quang tựa như ủng có sinh mệnh vậy, đi đôi với Hướng Dương tim đập mà lóe lên. Mà Hướng Dương tóc, vậy nhanh chóng hiện ra tí tí trắng xám, mặt mũi vậy già đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần trong mắt tràn đầy hận ý. Kiếm trong tay hắn tên là Thiên Quỷ Kiếm, trong đó phong ấn một đầu thượng cổ thiên quỷ thành tựu kiếm hồn, mà mới vừa Hướng Dương liền đối với Thiên Quỷ Kiếm tiến hành hiến tế, đổi lấy ngày này quỷ lực lượng. Làm như vậy, tự nhiên tác dụng phụ cực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn căn cơ, nhưng là, hiện tại cố không được nhiều như vậy. Thừa dịp Đồng Ngưu còn có thể chống đỡ Diệp Thần, hắn phải bắt cơ hội, đem Diệp Thần chém chết. Hắn biết, Diệp Thần sinh mệnh lực lại khủng bố cũng không khả năng là chân tránh bất tử bất diệt. Thương thế đủ mãnh liệt, hắn tin tưởng Diệp Thần, sẽ chết. Cái này hai người, đều là không giữ lại chút nào, sử dụng chân chính lá bài tẩy, chuẩn bị liều chết đánh cuộc một lần. Mà lúc này, Đảo Phi Lôi lên lưu lại một số người, cùng với thiên thần buổi đấu giá nhân viên làm việc, đều đã từng cái ngây người như phỗng. Vốn là, bọn họ bất quá là lưu lại xem cuộc vui, thưởng thức một chút cái này vô cùng phách lối nhà giàu mới nổi, là bị như thế nào nghiền ép, chà đạp. Có thể cái kết quả này, nhưng là người bất kỳ cũng không nghĩ tới à. Đảo Phi Lôi lên ầm không ngừng, Đồng Ngưu, Diệp Thần, Hướng Dương ba người giữa chiến đấu, thậm chí đều phải đem toàn bộ hòn đảo văng tung tóe, đánh chìm. Đây là, trong đám người đột nhiên vang lên một cái tràn đầy nghiền ngẫm thanh âm nam tử. Ha ha, xem ra vị này Diệp công tử, thật đúng là không để cho ta thất vọng. Sắc sắc một tiếng vỡ vang lên. Đồng Ngưu tay trung thần khí lớn tuấn, lại là bị một kiếm chém được nghiền. Đồng thời nát bấy, còn có Đồng Ngưu hai tay. Hắn lúc này cả người đẫm máu, ngũ tạng lục phủ cũng đã sớm vỡ vụn, cũng chính là dựa vào hơn người thể chất mạnh chống thôi. Có thể hiện tại, hắn mượn đan dược lực lượng kích phát tiềm năng, vậy tiêu hao được xong hết rồi. 4. Diệp Thần giương tay một cái, một kiếm đem đổ xuống đất hấp hối Đồng Ngưu chém thành hai đoạn, rốt cuộc, nâng lên ánh mắt. Nhìn chăm chú vào Hướng Dương. Vị này ra thế hơn người, thiên tư chắc tuyệt Hướng gia công tử, lúc này đã là mặt không chút máu, trong tay Thiên Quỷ Kiếm đều có chút không cầm được. Mà một đám người vây xem, cũng là từng cái chố mắt nghẹn họng, chấn động kinh động tột đỉnh. Diệp Thần, thật là lật đổ bọn họ đối với võ đạo hết thảy nhận biết à. Một cái tinh khiếu cảnh võ giả, lại nháy mắt dây mấy chục tên phong môn hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp vượt cấp tồn tại. Hơn nữa, cho dù năm tên ở vào linh võ đỉnh cấp siêu cấp yêu nghiệt dưới sự liên thủ, vẫn không địch lại chi. Đây quả thực, thì không thể là thực tế à. Liền những ngày đó thần buổi đấu giá người, cũng si ngu. Bọn họ xuất thân thần quốc, không phải không gặp qua thiên tài, nhưng... xem Diệp Thần như vậy quái vật là thật nghe cũng chưa nghe nói qua à. Từ trước, bọn họ cũng lấy là, linh võ đại lục bất quá là một cái lạc hậu chi địa. Nơi đó tu võ người, bất quá là một đám chưa khai hóa man tộc, căn bản không cách nào và bọn họ những thứ này thần quốc người coi như nhau, là trong đầu xem thường linh võ đại lục,
xem thường những thứ này người linh võ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thần, thật là lật đổ bọn họ đối với linh võ đại lục nhận biết à? Cái này mẹ hắn nơi nào vẫn là cái gì tưởng tượng lạc hậu, đất man hoang à? Có thể sản sinh ra Diệp Thần cái này loại biến thái địa phương, sẽ lạc hậu, sẽ man hoang. Loại quái vật này, bọn họ một mực lấy là, chỉ có ở đó chút chân chính thần quốc, mới sẽ tồn tại. Chỉ có thể nói, Diệp Thần nghịch thiên đến cực hạn. Thả qua ta, Hướng Dương môi run rẩy nói, ngươi không thể giết ta, ta là Hướng gia con em, ta Nam Cảng Hướng gia, không phải một mình ngươi Thần Hỏa Học Viện có thể chống lại. Ngươi biết, mình đối với ta động thủ sau đó sẽ là như thế nào kết quả sao? Ha ha! Diệp Thần mặt vô thần sắc, từng bước một hướng Hướng Dương đi tới, mà Hướng Dương thì đang không ngừng lui về phía sau. Kết quả gì, ta muốn thỉnh giáo một chút Hướng công tử. Hướng Dương sững sốt một chút, ánh mắt run rẩy dữ dội hơn. Tại sao sẽ như vậy? Cái này Diệp Thần thật chẳng lẽ muốn giết mình? Thật không để ý hết thảy. Hướng Dương tuyệt vọng gầm hét lên, các ngươi Thần Hỏa Học Viện, không, không chỉ là Thần Hỏa Học Viện, và ngươi có liên quan người cũng sẽ từ linh võ biến mất. Biết không, dừng lại cho ta tới à? Phải không? Diệp Thần thần sắc sửng dưng nói, ta ngược lại cảm thấy, sẽ biến mất là Hướng gia. Ha ha, 10 gia tộc lớn, có ý tứ. Nếu là không có tham gia buổi đấu giá trước, có lẽ Diệp Thần thật cần kiêng kỵ một chút cái này Nam Cảng Hướng gia, có thể hiện tại hắn đối với tiêu diệt Hướng Dương, nhưng không có chút nào cố kỵ. Nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn bây giờ có lẽ còn không có cùng Thái Hư Trung Hậu Kỳ tồn tại chống lại lực lượng. Nhưng nếu là hắn đem ở trên buổi đấu giá thu hoạch, toàn bộ hấp thu đâu? Đến lúc đó, cái gọi là 10 gia tộc lớn, Diệp Thần vậy không cần quá mức không coi vào đâu chứ. Bằng một mình hắn, thì có lòng tin bước lui Hướng gia. Cho nên, Hướng Dương hắn tất giết liền. Ngay tại Diệp Thần trong mắt sát ý tách thả ra, chuẩn bị giơ kiếm, mà Hướng Dương vậy hù được sụi lơ trên đất lúc đó, đột nhiên bây giờ, Diệp Thần nhưng là thần sắc biến đổi. Hướng về phía vì để tránh cho bị chiến đấu ảnh hưởng đến mà đứng ở Lý Nghiên Hy sau lưng Trần Chi Phàm hô, Phàm ca. Rời đi đảo Phi Lôi, đi ngay bây giờ, mang theo Tống Nhu cùng nhau. Cái gì, Trần Chi Phàm cau mày nhìn về phía Diệp Thần, không biết hắn tại sao đột nhiên như thế nói. Nhưng mà, một khắc sau, Trần Chi Phàm liền tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt cuồng biến, khiếp sợ đến thần hồn đều phải tiêu tán, hắn nhìn chăm chú một mắt Diệp Thần. Không có nói gì nhiều, xoay người liền hướng dừng chân chỗ chạy như bay. Trần Chi Phàm biết, ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành là Diệp Thần phiền toái. Đột nhiên bây giờ, chưa rời đi đảo Phi Lôi người, cũng chợt quay đầu, hướng một cái hướng khác chân trời nhìn lại. Nơi đó, có ba đạo kinh thiên tuyệt thế hơi thở, đang hướng đảo Phi Lôi nhanh chóng đến gần. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh, liền xuất hiện ở trên bầu trời. Mắt nhìn xuống đứng trên mặt đất Diệp Thần, ánh mắt lạnh như băng cực kỳ. Cái này ba người, một người sắc mặt uy nghiêm người trung niên, một người tóc bạc hoa râm, hốc mắt lõm sâu ông già, còn có một người, nhìn như, nhưng là vị thần sắc âm lãnh chàng thanh niên. Mà đây ba người, không một ngoại lệ, tất cả đều là Thái Hư cảnh cường giả. Ba tên Thái Hư, Hướng Dương ngẩng đầu hướng không trung nhìn, nhưng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Chợt bò người lên, hướng vậy ba người chạy đi, trong miệng hô từ trưởng lão, từ gia chủ. Cứu ta à. Ba tên Thái Hư cường giả quét Hướng Dương một mắt, từ trên trời cao rơi xuống, đứng ở Diệp Thần trước người nói, ngươi, chính là Diệp Thần. Diệp Thần đôi mắt híp lại, ngưng mắt nhìn ba người nói, Bắc Hải từ gia. Bị Hướng Dương gọi là từ trưởng lão, từ gia chủ, thuyết minh bọn họ cũng đến từ gia. Mà linh võ đại lục có ba tên Thái Hư cường giả từ gia, cũng chỉ có một, đó chính là 10 gia tộc lớn bên trong Bắc Hải từ gia. Để cho hắn có chút bất ngờ, từ gia lại nhanh như vậy liền tìm tới. Đây là, lại có mấy người, từ đàng xa đi tới, một người sắc mặt âm ngoan. Chính là Quách Vinh. Mà một người khác, thì lộ vẻ được có chút tức cười, hắn cả người cũng bọc băng vải, bao xem một cái bánh chưng như nhau, thậm chí... Liền mình đi cũng không làm được, chỉ có thể ở hai người thị nữ nâng đỡ hành động. Có thể, người này mặc dù nhìn như vô cùng thê thảm, trong mắt bên trong,
nhưng là tràn đầy sảng khoái. Người này, chính là Từ Thắng. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn biết, Diệp Thần cái này đem mình bị thương như vậy tạp chồng, chết chắc. Trừ cái này ra, ở trước người hai người, thì đi một người cả người thanh bào, mặt mũi tuấn mỹ, sinh một đôi mắt bạc chàng thanh niên, hắn mặt mỉm cười, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác, mà Quách Vinh và Từ Thắng, đi theo người này sau lưng, lộ vẻ được một mực cung kính. Trong đó tên kia sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Từ Nghệ, hướng về phía Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi sẽ không lấy là, đem Thắng mà bị thương thành như vậy, liền có thể bình yên vô sự rời đi cái này đảo Phi Lôi chứ. Ha ha, đối mặt Từ Nghệ, Diệp Thần vẫn một bộ thần sắc lạnh nhạt, nghe vậy cười nói, ta chính là cảm thấy ta có thể rời đi cái này đảo Phi Lôi, làm sao? Chẳng lẽ, các ngươi Từ gia còn muốn cắn ta không được? Vậy ngươi ngược lại là cắn à? Đừng chỉ ở nơi đó kêu à? Liên tục rung động, đã để cho người vây xem, có chút thần trí mơ hồ, mà nghe được Diệp Thần theo như lời Chi nói sau đó, thậm chí có người cũng suýt nữa muốn té xỉu. Coi như Diệp Thần lại cuồng, cũng phải có cái hạn độ chứ. Hướng về phía một người chân chính thái hư tồn tại, lại, trực tiếp lên tiếng để cho đối phương cắn mình. Người điên! Cái này hoàn toàn chính là một cái liều mạng người điên à. Ngươi, Từ Nghệ nghe vậy sững sốt một chút, sau đó, chính là trán gân xanh cuồng loạn, đôi mắt ứ máu, tức giận đến tột đỉnh. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm, không người nào dám tự nhủ như vậy bảo. Liền chính hắn, cũng không nhớ à. Dưới mắt, mình nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái tinh khiếu tiểu bối cho giễu cợt. Đây đối với một người thái hư tồn tại mà nói, đơn giản là không cách nào tưởng tượng làm nhục à. Tức giận, Diệp Thần liếc Từ Nghệ, cười nói, động thủ à. Đứng làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta để cho ngươi một chiêu? Từ Nghệ cả người vậy vô cùng cường hãn hơi thở, đều ở đây sao động, lộ vẻ được vô cùng cuồng bạo, thậm chí những cái kia đứng được rất xa người vây xem, đều ở đây Từ Nghệ hơi thở dưới ảnh hưởng, ngay tức thì nín thở. Đầy mắt chấn động tủng nhìn Từ Nghệ, bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở à. Hiện tại, bọn họ cũng cảm giác giống như là một cái đối mặt với bom nguyên tử con kiến hôi, Từ Nghệ tùy ý thả ra một chút năng lượng, đều có thể tùy tiện trong nháy mắt giết hàng ngàn hàng vạn mình à. Thái hư cảnh, quá khủng bố. Nhưng, để cho bọn họ vô cùng kỳ quái chính là, tại sao, nghe được Diệp Thần như vậy giễu cợt, Từ Nghệ nhưng vẫn không có động thủ. Ngược lại, một bộ đang cực lực nhẫn nại hình dáng. Từ Nghệ, đúng là nhẫn nại, đè nén lửa giận của mình, bởi vì hắn biết, mình không thể đối với Diệp Thần ra tay. Bởi vì trên người hắn có dấu vết. Xem ra Diệp công tử có cái này dấu vết, liền đối với mình đặc biệt có lòng tin. Đây là, tiếng một người con trai từ Từ Nghệ sau lưng truyền tới. Diệp Thần hướng người nọ nhìn, nhưng là nhướng mày một cái. Hắn thấy. Là một người mặt mũi anh tuấn, đường danh thâm thúy, bất luận là tướng mạo vẫn là vóc người, cũng giống như xuất từ tay thiên thần tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ mắt bạc nam tử. Tên nam tử này tử, phong độ nhẹ nhàng, phong môn đỉnh cấp tu vi, nhìn qua không vượt qua 25 tuổi, trên mặt mang một cái văn nhã nụ cười, làm người ta không khỏi muốn thân cận. Có thể Diệp Thần nhìn người nọ ngay tức thì, nhưng là trong lòng cuồng loạn. Trực giác của hắn. Chuông báo động cuồng vang, đang điên cuồng cảnh cáo hắn, tên này mắt bạc thanh niên cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, so với kia ba tên thái hư cường giả, cho Diệp Thần cảm giác uy hiếp càng thêm mãnh liệt. Quá quỷ dị. Từ Nghệ tự nhiên bắt được Diệp Thần vậy ngưng trọng hình dáng, không khỏi cười lạnh nói. Diệp Thần, người thực lực, quả thật rất mạnh, chắc có thái hư nhất tầng thiên trình độ chứ. Hơn nữa trên mình ngươi dấu vết. Có phải hay không lấy vì mình liền vô địch, không người có thể làm gì được ngươi. Ngu xuẩn, Từ Nghệ thanh âm bỗng nhiên băng hàn xuống, Diệp Thần, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi rất khủng bố, liền chúng ta đều không cách nào đem ngươi khinh thường, cho ngươi thời gian liền ta từ ra, ngươi có một ngày cũng có thể không coi vào đâu chứ. Đáng tiếc ngươi hiện tại, chọc phải một cái không nên dây vào thế lực. Cho dù ngươi lại ưu tú, lại nghịch thiên, ngày hôm nay vậy được chết ở chỗ này. Bởi vì, người bất quá là một đầu tự cho là đúng ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cõi đời này, có xa xa so người kinh khủng hơn tồn tại.
Cho nên Diệp Thần ngưng mắt nhìn tên kia mắt bạc thanh niên nói, ngươi là bọn họ phái tới giết ta. Ngươi tên gọi là gì? Hắn không để ý tới sẽ từ nghệ, lúc này, hắn đã đem tất cả sự chú ý, đặt ở tên kia mắt bạc thanh niên trên mình. Phái tới, thanh niên khẽ mỉm cười nói, bằng từ ra. Ha ha, Diệp Thần, ngươi vậy quá coi thường ta, bất quá là bọn họ cầu ta giúp một chuyện thôi. Người vây xem không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này mắt bạc thanh niên liền mười lớn một trong những gia tộc Bắc Hải Từ gia đều không coi vào đâu. Kinh khủng hơn phải, Từ gia người lại đối với thanh niên này một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, không dám chút nào bất mãn. Còn như ta tên chữ, thanh niên giọng bên trong, mang một chút khinh thường, sợ rằng, Diệp công tử còn chưa xứng biết, bất quá, có không ít người, cũng gọi ta vô danh. Diệp Thần, Lý Nghiên Hy, thậm chí Hướng Dương nghe vậy. Đều là chợt con người có giúp một cái. Vô danh. Bước lên huyền bảng thứ nhất vô danh. Cái đó vô cùng thần bí vô danh. Không có tư cách sao? Diệp Thần trong mắt bạo phát ra một đạo chiến ý. Hắn biết mặc dù đối phương chỉ có phong môn đỉnh cấp tu vi, nhưng, vô danh rất mạnh. Bùng nổ thực lực tuyệt đối vượt qua thái hư tầng hai thiên. Thậm chí càng đáng sợ hơn. Bất quá, mạnh thì như thế nào? Càng kẻ địch cường đại, càng đáng đánh bại, không phải sao? Hy vọng ngươi trước khi chết, còn có cơ hội nói ra mình tên chữ, ta đối với ngươi, vẫn là thật tò mò. Một khắc sau, sấm sét chợt hiện, Diệp Thần bóng người, chợt xuất hiện ở vô danh bên người, vô cùng thần niệm gào thét ra, biến ảo làm thần niệm kiếm, chém nhập vô danh thức hải bên trong. Mà vô danh quét Diệp Thần một mắt, trên mặt hiện ra một chút vẻ khinh thường. Ở Diệp Thần hồn kỹ công kích dưới, lại là liền một chút dao động vẻ cũng không có. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, xem ra cái này vô danh, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn chợt giơ tay lên, một kiếm chém ra, kinh thiên kiếm mang hiện lên, trong tai mọi người, tựa hồ cũng vang lên một hồi thần ma nói nhỏ, kiếm kia mang mang vô cùng uy thế chém về phía vô danh, ở nơi này vô cùng gần dưới khoảng cách, cơ hồ không thể tránh né. Nhưng mà đột nhiên bây giờ, Diệp Thần sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Mà vậy đạo cực hắn kiếm mang kinh khủng, cũng ở đây ngay lập tức bây giờ, tiêu trừ vô hình. Phong thanh dương thanh âm, đột nhiên ở Diệp Thần trong lòng vang lên nói cấm linh thuật. Diệp Thần thần sắc như thường nói, cái gì cấm linh thuật? Phong thanh dương mang vẻ ngưng trọng nói, cấm linh thuật, cho dù ở thần quốc bên trong đều là một loại để cho người cảm thấy khá là khó giải quyết thủ đoạn, loại bí thuật này. Chỉ có thể chất đặc thù người mới có thể thi triển, hắn tác dụng, chính là khống chế tất cả loại chân khí, năng lượng, đem địch nhân thần thông võ tiêu trừ. Diệp Thần nghe vậy, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, vậy quá biến thái đi. Hiện tại, đến ta. Vô danh cười một tiếng, cổ tay một chuyển, nắm một chuôi tản ra từng cơn thanh quang trường kiếm vừa ra, thanh quang liền xông lên trời không, thẳng trên 9 tầng trời. Cái này thanh trường kiếm, bất ngờ là một chuôi thứ thiệt thánh binh. Một món kiếm ý hiện lên ở giữa trời đất, tại chỗ một ít phong môn tồn tại, lại là không khắc chế nổi run rẩy, cơ hồ đều không cách nào đứng. Chỉ là tiết lộ ra một đạo hơi thở, liền để cho bọn họ có sống chết không chịu mình khống chế cảm giác. Liền liền vậy ba tên thái hư tồn tại, đều là mặt lộ chấn động tủng vẻ. Kiếm kia mang cực nhanh. Diệp Thần theo bản năng thì phải thi triển sương mù hóa thuật né tránh, có thể đây là, phong thanh dương thanh âm vang lên lần nữa nói, tiểu tử. Đừng sử dụng sương mù hóa. Diệp Thần sững sốt một chút, nhưng là đã không còn kịp rồi, kiếm kia mang đã đến trước mắt. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân hình liền mơ hồ, hóa thành một hồi xương trắng, đạo kiếm quang kia, từ xương trắng bên trong xuyên thủng mà qua. Nhưng, một khắc sau, một hồi xương máu. Liền ở xương trắng bên trong, tràn ngập ra. Lúc này Diệp Thần, khó có thể tin nhìn mình ngực một mắt, lúc này, ngực hắn, đã bị xuyên thủng liền một cái vô cùng to lớn lỗ máu. May Phong Thanh Dương ở giây phút sau cùng nhắc nhở, để cho hắn miễn cưỡng tiến hành một ít phòng ngự, nếu không, một kích này liền đủ để khiến cho hắn bị thương nặng. Nhưng, dù vậy, hắn vậy một chút cũng không tốt bị. Một kiếm này uy lực. Thật là cũng tương đương với Lâm Nhã Cầm một kiếm. Kinh khủng hơn phải, cái này vô danh kiếm mang, lại phá hắn xương mù hóa thuật. Mà lúc này,
một đám người nhìn mặt lộ vẻ giễu cợt nụ cười vô danh, thật là muốn vượng quyết. Bao gồm, những cái kia đến từ người thần quốc. Một cái nghịch thiên đến mức tận cùng Diệp Thần cũng được đi, hiện tại, tại sao lại tới một vô danh à? Cái này, vẫn là linh võ đại lục có trình độ sao? Như vậy thiên tài, cho dù đặt ở thần quốc, cũng coi như là đỉnh cấp yêu nghiệt chứ. Vô danh nhìn Diệp Thần, nhưng là khẽ cau mày, hắn một kiếm lại không có đem Diệp Thần chém chết. Có chút ý tứ. Vô danh hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, người mới vừa rồi thi triển, là sương mù hóa thuật chứ. Rất đáng tiếc, ở ta cấm linh thuật hạ, loại thần thông này là không có ích lợi gì, bất quá, người lại không có chết. Ngược lại để cho bổn công tử có chút bất ngờ. Một khắc sau, vô danh thần sắc run lên, bỗng nhiên quát to, cấm linh pháp vực, mở. Một đạo vô hình chập chờn hướng bốn phía lan đi, đem hắn cùng Diệp Thần, cũng bao phủ trong đó. Diệp Thần ăn vào một viên thuốc, thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng mà, thần sắc nhưng không có chút nào buông lỏng, ngược lại bộc phát ngưng trọng. Bởi vì, ở đó đạo cấm linh pháp vực đem bao phủ sau đó, chung quanh thiên địa linh khí cũng ngưng trệ, tựa như liền điều động một phần cũng vô cùng là khó khăn vậy. Nếu như nguyên bản thiên địa linh khí đối với Diệp Thần mà nói, giống như nước vậy nhẹ nhàng kích thích, liền sẽ sinh ra phản ứng, hắn bây giờ, giống như lõm sâu chung một chỗ to lớn xi măng bên trong. Vô danh hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, chính là không biết, ngươi còn có thể chịu đựng mấy kiếm đâu. Tiếng nói vừa dứt, kiếm trong tay hắn mang lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Ở nơi này cấm linh pháp vực bên trong, tựa như chỉ có vô danh mình không chịu ảnh hưởng. Diệp Thần sắc mặt gay gắt, ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương hỏi, sư tôn, cái này cấm linh pháp vực, làm sao phá? Phong Thanh Dương yên lặng một lát sau, mở miệng nói, ngươi trảm thiên nhất kiếm, phần thiên nhất kiếm, vạn cổ kinh lôi kiếm, cảnh giới không đủ, cho nên mới sẽ bị hắn cấm linh pháp vực ảnh hưởng, nhưng có một loại lực lượng nhưng là hắn không ảnh hưởng được. Cái gì? Đúng vậy, người thân xác lực. Kết hợp người thân xác lực. Cũng nên dạy người kiếm thứ tư. Cái này kiếm thứ tư, tên là đồ sát ma diệt thế kiếm. Đồ nhi, tình huống bây giờ khẩn cấp, người không cách nào lập tức thông suốt thi triển. Chỉ có mượn ta lực lượng. Ta như toàn lực, cái này vô danh hẳn phải chết. Nhưng ta có thể lập tức tiêu tán. Ta như lưu lực, chỉ có thể thi triển một phần chia lực lượng, không cách nào làm thương nặng đối phương. Vẫn là phải dựa vào ngươi. Diệp Thần không có bất kỳ suy tính lựa chọn người sau. Hắn cũng không hy vọng Phong Thanh Dương tiêu tán. Chỉ cần Phong Thanh Dương thi triển một kiếm, hắn liền có thể cảm ngộ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần nhắm mắt. Rồi sau đó, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi xuyên qua cổ kim ánh mắt. Đó là một đôi chỉ thuộc về kiếm ánh mắt. Diệp Thần bóng người biến mất, hóa là sấm mang lại hướng vô danh chạy như bay. Hướng Dương. Từ Thắng, Quách Vinh các người thấy vậy, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cái này ngu xuẩn, là đã buông tha sao? Biết rõ mình không cơ hội, còn chạy đến vô danh công tử trước mặt chịu chết. Chịu chết, ha ha, nói không chừng, hắn là muốn chạy tới quỳ xuống, cầu xin tha thứ thôi. Ta xem, hắn là nhận rõ mình ở vô danh công tử trước mặt, bất quá là một phế vật bắt đầu tự giận mình. Vô danh mắt bạc chớp mắt, nhưng là hơi cau mày. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác được Diệp Thần thay đổi. Mặc dù tu vi và thực lực cũng không đổi, nhưng là cái này loại cảm giác nguy cơ, rất mãnh liệt. Vô danh không do dự nữa, kích hoạt hộ thân thuật pháp. Hắn đối kháng thái hư cường giả cũng không kích hoạt vật này qua. Cái này Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì? Một khắc sau, một kiếm chém ra. Vậy đạo khủng bố kiếm mang, lần nữa từ Diệp Thần trên thân hình xuyên qua mà qua. Hướng Dương các người đầy mắt vẻ châm chọc, đang chuẩn bị mở miệng cười nhạo, nhưng đột nhiên mặt mũi của bọn họ đọng lại. Chỉ vì là Diệp Thần kiếm trong tay, kiếm ý ngút trời. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân tựa như hình thành vạn kiếm hư ảnh. Vạn kiếm không ngừng hội tụ, tựa như hình thành một chuôi diệt thế kiếm. Lực lượng này, hoàn toàn vượt qua thái hư. Thương khung làm biến sắc, mây đen che đậy, giống như Diệp Thần tay bao phủ cả thế giới. Kiếm ý hình thành lực lượng tựa như có diệt thế cảm giác.
Cái này mẹ hắn là tinh khiếu võ giả thả ra kiếm ý. Đùa gì thế? Bọn họ thậm chí cảm thấy cả đời đều không cách nào phóng thích cái này loại lực lượng nhất kích à. Đồ sát ma diệt thế kiếm, rơi xuống. Diệp Thần mong mỏng bờ môi khẽ nhúc nhích, đáng tiếc, Diệp Thần lựa chọn người sau, nếu không, người có lẽ chết. Bất kỳ động ta đổ nhi, ta Phong Thanh Dương tuyệt không buông tha thứ cho. Dứt lời, vô danh kia hộ thân thuật pháp, trực tiếp tan vỡ. Đáng chết, vô danh thầm mắng một tiếng, lại là một bên ngưng tụ kiếm ý một bên lui về phía sau. Vô danh, lại lui. Vậy nhìn như vô cùng nghịch thiên, sợ hãi đến mức tận cùng vô danh lại lui. Không chỉ như vậy, vô danh khóe miệng còn xuất hiện một chút máu tươi. Hiển nhiên là bị thương. Một kiếm này, lại dung chuyển vô danh. Mọi người cảm giác, mình đầu óc, có chút không đủ dùng. Mà Diệp Thần trong mắt vậy khôi phục như lúc ban đầu. Phong Thanh Dương đã trở lại luân hồi mộ địa. Mới vừa rồi thi triển đồ sát ma diệt thế kiếm, Diệp Thần vậy cảm ngộ mấy phần. Hiện tại hắn muốn mượn vô danh, lần nữa thi triển. Thông hiểu đạo lý. Ầm một tiếng vang thật lớn, lại là một kiếm chém ra. Yên tĩnh nhất thời sau đó, Diệp Thần, rốt cuộc lại một lần. Động. Thẳng tắp hướng vô danh phóng tới. Lần này, liền một mực vô cùng ung dung vô danh thần sắc, đều có chút thay đổi. Tên này, chẳng lẽ là thân bất tử? Có chút kinh khủng chứ? Bất quá rất nhanh, vô danh sắc mặt liền âm hàn liền xuống, một bên thân hình chớp động, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói. Ngươi rất mạnh, ra ta dự liệu mạnh. Mới vừa rồi một kiếm, ta suýt nữa thua ở ngươi. Đó là ta khinh địch, hiện tại, ta đây muốn xem, ngươi có thể chịu đựng ta mấy kiếm. Ầm. Trong chốc lát, vang lớn không ngừng, đảo phi lôi lên một mảnh hỗn độn, lại là bị vô danh đánh ra rất nhiều cái to lớn trong cái hố sâu. Vô danh hơi thở mạnh tức nhìn chằm chằm người trước mắt ảnh, mắt bạc bên trong, vậy nổi lên vẻ không tưởng tượng nổi vẻ. Lúc này Diệp Thần lại vẫn còn sống. Vô danh hiện tại đã ước chừng ra 10 kiếm à. 10 kiếm, vẫn không có giết chết Diệp Thần. Bất quá hiển nhiên, bây giờ Diệp Thần vậy đã đến cực hạn. Dẫu sao kích hoạt xích trần thần mạch cùng với đồ sát ma diệt thế kiếm, đều là cực lớn tiêu hao. Diệp Thần còn có lăng phong thần mạch hấp thu chí cường nhất kích không có phóng thích. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không phóng thích. Vô danh, còn chưa đủ tư cách phóng thích. Vô danh ánh mắt chớp mắt, hiện ra một đạo lãnh mang, hạ một kiếm. Hạ một kiếm hắn nhất định phải hoàn toàn chung kết Diệp Thần. Vô danh tay cầm thanh trường kiếm kia, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển linh lực, một kiếm này, hắn muốn đạt tới mình có thể đạt tới trình độ cao nhất. Một kiếm này, hắn phải có 10 phần chắc chắn đem Diệp Thần chém chết. Liền ra 10 kiếm, Diệp Thần vẫn còn là đứng trước mặt của hắn. Để cho gần đây vô cùng kiêu ngạo vô danh có chút phiền não. Dù sao, lấy Diệp Thần trạng thái bây giờ vậy không đến gần được mình, không phải sao? Lúc này, Diệp Thần nhìn như máu tươi đầm đìa, sợ hãi vô cùng gương mặt bên trên, nhưng là toát ra một nụ cười. Hắn cùng, chính là cái này thời điểm. Hỗn độn tinh thụ, mở. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại sinh mạng lực, từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, đồng thời. Diệp Thần hơi thở vậy mơ hồ suy yếu mấy phần. Nhưng, hắn trên người, vậy vô cùng dữ tợn thương thế, lại bắt đầu thật nhanh hết bệnh dậy rồi. Ngay vừa mới rồi, trong cơ thể hắn hỗn độn tinh thụ lên tiếng. Hỗn độn tinh thụ lại cho Diệp Thần một chút hỗn độn lực. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, cũng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá sau đó phải chịu đựng nghịch thiên hỗn độn đau. Vô danh cấm linh pháp vực. Mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải vạn năng. Ví dụ như máu thần, phần huyết quyết các loại thần thông, cấm linh pháp vực cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu. Trong đó, liền bao gồm hỗn độn tinh thụ. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần, thật sự là thân bất tử sao? Như vậy nặng thương thế, cho dù ăn vào một quả chân chính thần dược, cũng không cách nào nhanh như vậy khôi phục chứ. Vô danh tự nhiên vậy phát hiện. Nhưng là... Hắn bây giờ nhưng chỗ đang vận chuyển kiếm pháp thời khắc mấu chốt, căn bản không cách nào dừng lại à. Thương thế sau khi khôi phục Diệp Thần,
bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, cả người cự lực cuồng trào, dưới chân mặt đất, bắt đầu tấp tấp nứt nẻ. Diệp Thần trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm. Không phải thú hủ kiếm, mà là một chuôi tản ra nhiều lần khí lạnh, tựa như hàn băng chế thành trường kiếm. Là Diệp Thần được từ trên buổi đấu giá vũ khí, Thiên Hàn Nhận. Diệp Thần giơ lên trong tay Thiên Hàn Nhận, toàn thân bắp thịt nhô lên, đi đôi với điên cuồng hét lên, lại là đem ngày này Hàn Nhận, hướng vô danh hung hăng đầu đi. Ở Diệp Thần cả người cự lực ra chỉ dưới, Thiên Hàn Nhận ngay tức thì hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, giống như laser bắn vậy, hướng vô danh bay đi. Từ ra ba tên thái hư cường giả thấy vậy cả kinh. Nhưng Thiên Hàn Nhận tốc độ chân thực quá nhanh, mà bọn hắn bây giờ, vậy bị cái này cấm linh pháp vực ảnh hưởng, căn bản không kịp ngăn cản à. Phốc thử một tiếng, máu tươi bão táp, mà máu tươi kia, lại cũng không đỏ tươi vẻ, mà là một loại quỷ dị màu bạc nhạt. Đó là vô danh máu tươi, từ hắn nơi cổ họng, cuồng trào ra. Nguyên bản, một kiếm này, là nhắm thẳng vào hắn mi tâm, có thể ở một khắc cuối cùng. Vô danh nhưng là hơi nhảy một cái, đưa đến một kiếm này, cắm vào hắn cổ họng bên trên. Một kiếm này mặc dù trúng mục tiêu, có thể Diệp Thần sắc mặt nhưng là bỗng nhiên kịch biến. Một kiếm này, lại không có giết chết vô danh. Nếu như thông thường thái hư nhất tầng thiên tồn tại, Diệp Thần có lòng tin, lấy trình độ cao nhất thân xác lực bắn ra một kiếm này, chỉ cần là hơi cọ sát đối phương thân thể, cũng có thể làm cho hắn hóa thành hư vô. Thậm chí có thể liền thần hồn đều bị mình cự lực nghiền nát. Mà vô danh đâu? Cho dù bắn trúng hắn cổ họng, vô danh mặc dù bị thương không nhẹ, có thể vẫn chưa có chết. Không chỉ có không có chết, thậm chí trong tay hắn vậy cực kỳ kinh khủng một kiếm đều không từng bị dao động. Vô danh thân thể tố chất, lại cũng là như vậy cường hãn. Phốc, vô danh chợt khạc ra búng máu tươi lớn, hắn sắc mặt trắng bệch, cặp mắt ứ máu, vốn là phong độ. Văn nhã, rửng rưng vô tồn. Vậy mở ra khuôn mặt anh Tuấn, trong nháy mắt đổi được vô cùng dữ tợn, phồng lên mạch máu hiện ra ở trên mặt, mạch máu bên trong không ngừng dũng động, không chỉ là nóng bỏng ngân huyết, còn có trình độ cao nhất sôi trào sát ý. Vô danh mắt bạc nhìn lướt qua thanh bào lên màu bạc vết máu, cặp mắt bên trong tức giận, đều phải đem không khí đốt. Ngươi, dám, tổn thương, ta. Vô danh tay cầm trường kiếm. Kiếm khí cuồng trào, chợt nhảy lên một cái, hắn giữa cổ họng còn cắm chuôi này Thiên Hàn Nhận, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như dã thú gào thét vậy, trong miệng phát ra khàn khàn lạnh người thanh âm. Một giới tiện loại, lại dám đả thương liền bổn tôn, cho ta chết, vô danh trường kiếm trong tay, thanh quang bạo tránh, chợt chỉ hướng Diệp Thần. Một cổ tuyệt mạnh kiếm ý, từ trên trời hạ xuống. Diệp Thần đôi mắt chừng một cái, gắt gao cắn răng. Thân thể không ngừng rung động, bị vô danh một kiếm này chỉ, hắn lại chút nào nhúc nhích không được. Vẫn thần kiếm, chém. Vô danh hét lớn một tiếng, trường kiếm bên trong, kiếm ý dâng trào ra, hướng Diệp Thần mãnh liệt đi. Kiếm quang này chưa chạm đến Diệp Thần, chỉ là hiện lên ở cái này trong thiên địa ngay tức thì, Diệp Thần dưới chân đất đai, chính là hoàn toàn hỏng mất. Ầm một tiếng vang thật lớn, cái này đảo phi lôi lên. Bỗng nhiên xuất hiện liền một đạo vô cùng thâm thúy hố trời. Chỉ là một kiếm này uy áp, liền đem đảo phi lôi, cho từ trên xuống dưới hoàn toàn xuyên qua. Mà ở trên trời đáy hố bộ, xuất hiện nhưng cũng không là gâu gâu nước biển, mà là từng đạo màu tím sấm sét. Phong Thanh Dương phát hiện màu tím kia sấm sét tồn tại, lại là kinh hô một tiếng, hư không thần lôi. Diệp Thần dưới người, lại là một phiến do hư không thần lôi, tạo thành sấm mạc. Hư không thần lôi, được gọi là linh võ ba đại thần lôi một trong, cho dù là thái hư cảnh tồn tại cũng không cách nào chống cự à. Trước có vẫn thần kiếm quang, sau có hư không thần lôi, chẳng lẽ Diệp Thần lần này thật phải bỏ mạng nơi này sao? Mà trên bầu trời, cưỡi ô mang Ngụy Dĩnh trong mắt lóe lên tức giận và nóng nảy. Nhưng là nàng không nhúc nhích. Nàng biết con đường võ đạo, nếu như mình quá nhiều can dự, Diệp Thần thì không thể mạnh mẽ. Nhưng mà, nàng chân thực không nhịn được, nàng vừa định kêu gọi ô mang lao xuống. Một đạo thân ảnh già nua và một cái to lớn nam tử xuất hiện. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương và Viêm Khôn. Cô bé, không nên ra tay. Đây là thuộc về thằng nhóc kia cướp. Cái này cướp,
là nghịch thiên duyên. Hơn nữa, không chỉ chúng ta xem cuộc chiến, thiên đạo cung cường giả vẫn ở chỗ cũ xem cuộc chiến. Chúng ta hiện tại muốn đối kháng, là bọn họ. Một người thái hư đỉnh cấp và một người chém ách cường giả, bọn họ đã thấy Diệp Thần mặt, thấy được Diệp Thần nghịch thiên, cho nên, bọn họ phải chết. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh con người hướng một phương hướng nhìn. Trên bầu trời, cách đó không xa, lại xuất hiện hai đạo ông già bóng người. Cái này hai vị trên người lão giả hơi thở, khủng bố đến mức tận cùng. Uy áp tự thành. Rất nhanh, hai ông cụ bước chân dừng lại, thanh âm lạnh như băng mở miệng, xem ra, ngày hôm nay thật là thu hoạch ngoài ý muốn à. Không chỉ có thể tiêu diệt khiêu khích thiên đạo cung con kiến hôi, càng có thể đem một mực ẩn núp vĩnh hằng thánh vương mang đi. Nếu như nói hai chuyện này cũng đủ để cho cung chủ hưng phấn, vậy một chuyện cuối cùng, có thể sẽ để cho cung chủ mừng như điên đi. Nếu như ta không đoán sai, vậy Diệp Thần chắc là cung chủ một mực tìm kiếm thần bí thanh niên đi. Giờ khắc này, Diệp Thần thân phận bại lộ. Ngụy Dĩnh và Vĩnh Hằng Thánh Vương ý định giết người hội tụ, lẫn nhau nhìn một cái, bọn họ biết, cái này hai cái thực lực cường đại tồn tại, không có thể còn sống rời đi. Còn như phía dưới Diệp Thần, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Bọn họ không cách nào can dự. Mà giờ khắc này phía dưới, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, ở trong mắt hắn bên trong, một đạo hàm chứa hủy diệt lực màu xanh kiếm mang, đang nhanh chóng phóng đại. Mà Phong Thanh Dương vậy mở miệng nói, thằng nhóc, cái này vô danh có chút quỷ dị, hắn thực lực đủ bước vào thái hư ba tầng thiên, lại không có bước vào, trên mình thậm chí có thần quốc cảm giác. Hơn nữa hắn thi triển vũ kỹ thời điểm, quanh thân có một đạo hư ảnh. Hắn căn cốt mơ hồ không rõ, nhưng ta mơ hồ cảm giác được, người này đã tu luyện ngàn năm. Cái này vô danh trên người có quá nhiều điểm khả nghi, dưới mắt, chỉ có vận dụng vậy lăng phong thần mạch lực lượng. Diệp Thần không do dự nữa, cái này vô danh so tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Đây là hắn bước vào linh võ đại lục tới nay, cái đầu tiên đụng phải cao cấp cường giả. Bước lên huyền bảng thứ nhất, linh võ đại lục thứ nhất cao cấp thiên tài. Hắn nhắm mắt lại, huyết mạch sôi trào. Lăng phong thần mạch hoàn toàn kích hoạt. Lực lượng này đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một mực không mở miệng thương cổ y thần nói chuyện. Diệp Thần, không muốn kích hoạt, cái này đảo phi lôi hạ có huyền cơ. Đi xuống, mau đi xuống. Lão phu ở đây, người không chết được. Thương cổ y thần thanh âm cực kỳ dồn dập. Diệp Thần con người đông lại một cái, do dự mấy phần, vẫn là thu hồi lăng phong thần mạch. Cái này quái lão đầu mặc dù nóng nảy không tốt, nhưng làm người vẫn là tin qua. Được. Một khắc sau, màu xanh kiếm mang đem Diệp Thần thân thể bọc. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Diệp Thần thân thể lại là hoàn toàn biến mất. Xương máu rơi vào vậy hư không thần lôi tạo thành sấm mạc bên trên, vậy hóa thành nhiều lần khói xanh. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần lại thật ở vô danh một kiếm này bên trên hóa thành hư không. Không ít người, ở vô danh sắp chém ra một kiếm này lúc đó, cũng đã đằng thân cao không bên trong, quan sát hố trời bên trong tình huống. Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy màn này. Thấy được Diệp Thần bị một kiếm mất đi một màn này. Ba tên từ gia thái hư cường giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Thần, rốt cuộc chết. Nguyên bản, bọn họ cũng lấy là vô danh ra tay sẽ trực tiếp nghiền ép Diệp Thần, có thể không nghĩ tới cái này Diệp Thần so bọn họ tưởng tượng bên trong khủng bố được hơn à. Thậm chí, còn thương tổn tới vô danh. Mà ở trên không bên trong, thấy một màn này cũng không chỉ từ ra ba người, Lý Nghiên Hy cũng nhìn thấy, trong chốc lát nàng có chút không dám tin tưởng nháy mắt một cái. Diệp Thần, lại thật liền chết như vậy. Trừ cái này ra, còn có một người, chính là nơi nơi tuyệt vọng cùng bi thương, người này dĩ nhiên chính là Trần Chi Phàm. Nước mắt từ trong mắt hắn bên trong chảy ra, mặc dù Diệp Thần để cho hắn rời đi, nhưng mà hắn đang để cho Tống Nhu chạy trốn sau đó, liền hồi đến nơi này. Đúng dịp thấy Diệp Thần bị Vẫn Thần kiếm mất đi một màn. Làm sao có thể? Diệp Thần làm sao có thể lại chết như vậy? Trần Chi Phàm không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng, sự thật, tựa hồ liền đặt ở trước mắt. Hắn thô trọng thở hào hển, đôi mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm vô danh. Hắn biết,
mình không phải là đối thủ, không có bất kỳ một chút cơ hội, có thể giết chết vô danh. Nhưng, hắn vẫn là không cách nào khắc chế muốn động thủ. Mấy hơi thở sau đó, Trần Chi Phàm vẫn là cưỡng ép bức bách mình bình tĩnh lại, hắn cuối cùng nhìn một cái vậy hố trời bên trong sấm mạc, xoay người hướng đảo Phi Lôi bên ngoài đi. Hắn biết, vì tức giận nhất thời, uổng tặng không tánh mạng thì có ích lợi gì. Hơn nữa Diệp Thần sau khi chết, Trần Chi Phàm cảm giác sự việc sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, một đạo đỏ thẫm bóng người vậy là theo chân Diệp Thần biến mất. Đây là Càn Khôn tộc Viêm Khôn. Thượng cổ nghịch thiên huyết mạch còn sống một người Viêm Khôn. Trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh san sát. Ngụy Dĩnh, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Thần Quốc Thái Hư cảnh đỉnh cấp Lâm Hải Viêm, Trảm Ách cảnh Lương Hoành Nghĩa. Chiến ý chạm một cái liền bùng nổ. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn về phía Ngụy Dĩnh, mở miệng nói, ta có thể cùng vậy Thần Quốc Trảm Ách cảnh đánh ngang tay. Ngươi có lòng tin đối kháng vậy Quá Hư đỉnh cấp sao? Ngươi hiện tại chỉ bất quá tầng 8 thiên. Ngụy Dĩnh thần sắc lạnh như băng, nói thẳng, có thể. Ta chỉ quan tâm một chuyện, phía dưới Diệp Thần biến mất, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện? Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, uống một hớp rượu, thằng nhóc kia như thế dễ chết. Đối với hắn xuất thủ người ta biết, hắn cũng không phải là cái gì phong môn đỉnh cấp, hắn chân chính thực lực hẳn ở Thái Hư ba tầng thiên đi. Nhưng như thực lực này muốn giải quyết Diệp Thần, cũng không như vậy dễ dàng. Nếu như ta không đoán sai, Diệp Thần chính là đi tìm đảo Phi Lôi xuống cơ duyên. Thần quốc thiết lập 10 thành, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thiết lập. Cùng Diệp Thần đi ra, phỏng đoán liền chân chính bước vào phong môn cái này một cảnh. Ngụy Dĩnh an lòng không thiếu. Nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Hải Viêm trên mình, cười lạnh nói, Thái Hư đỉnh cấp thì như thế nào, bất kỳ dám động ta người đàn ông, hoặc là chết, hoặc là thần hồn câu diệt. Một khắc sau, Vĩnh Hằng Thánh Vương chợt ho khan. Hắn cũng coi là sống vạn năm, kia nghe qua cái này loại bày tỏ. Diệp Thần biết ngươi thân phận chân thật sao? Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, không biết. Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ nhíu mày, ngươi cũng không dự định nói cho hắn. Dầu gì ngươi cũng tới từ Hoa Hạ, hắn nếu như biết ngươi tới, có lẽ sẽ rất vui vẻ. Ngụy Dĩnh như cũ kiên quyết, ta không hy vọng hắn biết, từ ta trở thành Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ ngày đó trở đi, liền quyết định kết cục. Kết cục này, ta hy vọng không dính dấp tới hắn. Vậy hy vọng ngươi cho ta giữ bí mật. Cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù tương tư tận xương, ta cũng đợi hắn mi mắt như lúc ban đầu, năm tháng như cũ. Vĩnh Hằng Thánh Vương thở dài một tiếng, hắn biết rõ tình yêu là phức tạp, càng biết Ngụy Dĩnh trên mình lưng đeo cái gì. Tay hắn cầm bầu rượu, ý định giết người phóng thích. Cô bé, ta cũng đưa ngươi một bài. Nhưng từng gặp nhau liền hiểu nhau, gặp nhau vì sao như không gặp lúc đó. An được cùng quân tương quyết tuyệt, miễn dậy sống chết làm tương tư. Ngụy Dĩnh hàn xương gương mặt hơi dị động, con người bên trong tựa như dâng lên từng cơn rung động. Mà ngay lúc này, Lâm Hải Viêm và Lương Hoành Nghĩa ra tay. Nói nhảm cái gì, hôm nay các ngươi đều phải chết. Lương Hoành Nghĩa dẫn đầu hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương phóng tới. Kiếm hắn, mang cực hạn kiếm mang, không có bất kỳ nương tay. Chung quanh hư không toàn bộ biến dạng, thậm chí biến dạng bên trong mơ hồ có sấm sét lóe lên. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngón tay bắt pháp quyết, tay kia ở giữa bầu hồ lô bầu rượu lại biến thành một chuôi kiếm gỗ. Kiếm gỗ chỉ một cái, lại hiện lên cuồng bạo kim quang. Lão phu hồi lâu không có sử kiếm, vừa vặn xem, bước vào chém ách sau đó, lão phu lực lượng hình học. Hai đạo cực hạn lực lượng răng khắp nơi, tạm thời bây giờ lại rằng co không nghỉ. Mà Ngụy Dĩnh cũng là sát ý bùng nổ, quanh thân vô tận hàn băng chiếm đoạt, trong tay kiếm lạnh lẽo mang muôn vàn dùng mình, trực tiếp hướng Lâm Hải Viêm chém xuống. Lâm Hải Viêm con người co rúm một cái, không ngừng lui về phía sau, hắn phát hiện, cái này Thái Hư tầng 8 thiên cô gái lại có vượt cấp năng lực chiến đấu. Một kiếm này, lại là đỉnh cấp ý. Vạn hỏa tầm hải kiếm. Vô số ánh lửa và sắc bén đụng chạm. Chung quanh hết thảy phá hủy. Mây đen bên trong lại hình thành một đạo kinh thiên vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, tựa như cả thế giới phải bị chiếm đoạt. Phía dưới.
Vô Danh nhìn lướt qua hố sâu bên trong lưới sét, chậm rãi thu hồi ánh mắt quang, Diệp Thần khó giải quyết xa xa vượt quá hắn dự liệu, liền liền hắn vậy được thừa nhận, Diệp Thần đúng là một yêu nghiệt. Bất quá rất nhanh, hắn khóe miệng liền nâng lên một nụ cười châm biếm, bất luận Diệp Thần biết bao nghịch thiên, cuối cùng, vẫn là chết ở trong tay hắn. Hướng Dương các người vậy đồng dạng là mặt đầy vui mừng, bất quá hắn nhìn một cái hố sâu bên trong hư không thần lôi có chút tiếc rẻ nói, đáng tiếc tiểu tử này túi đựng đồ rơi vào vậy hư không thần lôi lưới sét bên trong, hắn ở trên buổi đấu giá lấy được những cái kia chí bảo đều không cách nào thu về. Từ ra ba vị thái hư tích chữ ở hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là khẽ cau mày, cái này hư không thần lôi cho dù là bọn họ cũng không dám chống cự. Vô Danh rút ra cổ họng chuôi này thiên hàn nhận, tỉnh bơ ăn vào một quả thần dược, đồng thời, hắn sắc mặt vậy có chút khó coi, cùng Diệp Thần đánh một trận, hắn tổn thương được lại so tưởng tượng bên trong, còn nặng hơn lên rất nhiều. Vô Danh bên trong tim bên trong lửa giận sôi trào, đồng thời cũng có một chút sợ. Phải biết, Diệp Thần mới đánh trúng hắn một lần à. Vẫn là ở hắn cấm linh pháp vực bên trong. Cho dù như vậy, cũng đối với hắn tạo thành như vậy nặng tổn thương. Cái này há chẳng phải là nói, Diệp Thần nếu như lực lượng mạnh hơn nữa một ít, thậm chí có thể lấy hắn tánh mạng. Nghĩ tới đây, Vô Danh mồ hôi lạnh trên trán, ngay tức thì toát ra. Mình lại thiếu chút nữa chết ở một người còn không bước vào bịt cửa con kiến hôi trên tay. Mình mặc dù có cấm linh thuật, có thể đơn giản tương đương thái hư cường giả, nhưng là, hắn phòng ngự quá yếu. Nếu như đụng phải thái hư cảnh thể tu, rất thua thiệt. Đây là, Từ Nghệ đi tới trước, cung kính đối với Vô Danh hỏi, Vô Danh công tử, ngài không có sao chứ? Vô Danh nhàn nhạt nói, không có sao, bị thương da thịt mà thôi. Từ Nghệ cười nói, phế vật này tự nhiên không thể nào làm bị thương công tử, bất quá, thằng nhóc này vậy thật là đủ da thô thịt dày. Công tử ngài vẫn thần kiếm pháp, đủ để tương đương thái hư cảnh trung kỳ cường giả nhất kích, hắn nhưng lấy thân xác ngạnh kháng như vậy nhiều kiếm. Ha ha, bất quá quay đầu lại cũng chỉ là trước khi chết trắng nhận không đắng thôi, nếu như hắn sớm biết mình kết quả, sợ rằng cũng sẽ buông tha vùng vẫy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ngài lãnh cái chết chứ. Như vậy, chí ít còn có thể lưu toàn thây. Từ Nghệ vốn là, chỉ là muốn nịnh nọt Vô Danh một phen, có thể không tên nghe vậy sau đó. Nhưng là mắt bạc bên trong sạch bóng lớn bắn. Nếu như hắn có Diệp Thần kinh khủng kia thể chất, hơn nữa hắn cấm linh pháp vực, há chẳng phải là gần như vô địch. Vô Danh từ trước đến giờ là một cái hết sức yêu quý tánh mạng mình người, Diệp Thần thể chất ở hắn trong mắt chính là không có gì sánh kịp chí bảo. Hắn anh tuấn kia gương mặt bên trên, dương lên một cái cười tàn nhẫn ý, hướng về phía Từ Nghệ nói, Từ trưởng lão, truyền ta ra lệnh, Từ gia trên dưới. Bắt đầu từ bây giờ, không tiếc giá phải trả điều tra Diệp Thần bối cảnh, người phụ nữ, xem hắn có hay không huyết mạch lưu trên đời này. Vô Danh vì Từ gia ra tay một lần, như vậy hiện tại Từ gia chính là Vô Danh trên bàn cờ một con cờ. Một quả tốt vô cùng dùng con cờ. Từ Nghệ nghe vậy cả kinh, Vô Danh lại nhanh như vậy, thì phải điều khiển toàn bộ Từ gia lực lượng. Nhưng là, hắn nhưng cũng không dám chút nào phản bác bất mãn, tới một cái. Hắn cùng Vô Danh ký kết khế ước, vi phạm khế ước nói, cho dù không chết, hắn kết quả vậy đặc biệt không tốt. Thứ hai, Vô Danh cấm linh pháp vực, chân thực quá khủng bố. Cho dù là bọn họ Từ gia ba tên thái hư tồn tại, ở pháp vực bên trong, cả người thực lực, cũng là giảm bớt nhiều, còn thật không có lòng tin có thể chiến thắng Vô Danh. Cho nên, không thể không nghe. Từ Nghệ gật đầu nói, cần tuân công tử mệnh lệnh. Vô Danh gật gật đầu nói, nếu như hắn ở cõi đời này, còn lưu lại huyết mạch nói, không tiếc hết thảy, đem huyết mạch hắn đoạt tới tay. Vừa nói, hắn quét một bên Hướng Dương một cái nói. Ngươi là Hướng gia Hướng Dương chứ? Ngươi trở về nói cho gia chủ các ngươi, để cho các ngươi Hướng gia vậy tham dự cướp lấy Diệp Thần huyết mạch đi, bổn công tử qua mấy ngày phải đi chuyến hồn điện, nghe nói hồn điện có một vị kêu Lâm Tuyệt Long cao nhân có đem người khác huyết mạch chóc bí pháp. Thằng nhóc kia thể chất có kinh khủng dường nào, các ngươi cũng nhìn thấy, đến lúc đó bổn công tử học biết, liền có thể phân ra một chút cho hai người các ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.